Chương 101: Sinh hùng bảo bảo. 2. Đi tới phụ cận động khẩu, Hắc Hùng vượt ra ngoài tưởng tượng lại không có tiếp tục đi ra ngoài, không khỏi làm Lăng Tiếu cùng Độc Ưng cảm thấy kỳ quái. Lăng Tiếu hai tay chống eo, hướng về phía cửa động kêu to, "Từ Hắc Hùng, đại gia Lăng Tiếu tới, mau mau ra đây nhận lấy cái chết." Quả nhiên, khi Lăng Tiếu vừa gọi như vậy, trong động khẩu truyền đến từng trận lắc lư, chỉ chốc lát, Hắc Hùng kia xuất hiện ở trước động khẩu, chỉ là nó vô cùng khác thường, chưa tới công kích hai người Lăng Tiếu cùng Độc Ưng mà là càng không ngừng ở trước động khẩu tê hống, hai cánh tay càng không ngừng vuốt trước ngực, tựa hồ bộ dạng rất khó dằn lòng được. Đây tính là chuyện gì? Mau tới cùng đại gia ngươi đại chiến 300 hiệp, lần này tuyệt đối đánh cho ngươi tè ra quần. Lăng Tiếu một tay chống eo một tay chỉ vào Hắc Hùng mắng. Ai ngờ, Hắc Hùng kia như cũ không có giết qua. Có phải hay không sợ bổn thiếu gia, ngươi không đến, bản thiếu gia liền giết qua. Lăng Tiếu cho là Hắc Hùng đã ngán đánh với hắn, không muốn đánh nhau với hắn, cho nên lựa chọn tấn công trước vậy mà lăng tiếu mới vừa bước lên trước một bước hắc hùng kia mở cái miệng rộng một đạo thổ hoàng sắc quang dao ns hướng hán đập qua ta dựa vào không phải nói là nhục thân đánh nhau sao tại sao lại động công kích từ xa rồi lăng tiếu mắng to một câu vội vàng né tránh những ngày qua lăng tiếu cùng hắc hùng đều là tay không đối chiến căn bản không có động vũ khí mà hắc hùng kia cũng là từ đầu đến cuối không có lợi dụng tự thân thuộc tính công kích chỉ dùng thân thể cường hãn đem lăng tiếu đánh cho gần chết mà hôm nay nó lại là lần đầu tiên lợi dụng thuộc tính công kích lăng tiếu không khỏi để cho lăng tiếu cảm thấy kỳ quái được rồi là lúc làm một cái kết thúc đi lăng tiếu rút ra ngân quỷ huyết đao ở sau lưng quyết định giải quyết xong con hắc hùng này sau đó lại hợp lực đem con thư hùng bên trong giết chết vì độc ưng lấy được hắc linh chi bất quá giờ phút này lăng tiếu nhưng trong lòng sinh ra vài phần bất nhẫn những ngày qua ngày ngày cùng hắc hùng đối chiến lại không đành lòng giết chết con hắc hùng này Lăng Tiếu lắc đầu vứt cái ý niệm mềm lòng kia đi, thành đại sự giả, làm sao có thể nhân từ nương tay? Đây cũng không phải là tác phong nhất quán của hắn. Đang ở thời điểm Lăng Tiếu muốn tiến công, Độc Ưng ở một bên ngăn cản Lăng Tiếu nói, thiếu gia, trước không nên gấp gáp, người nghe bên trong tự họ có động tĩnh, không phải là Hùng gọi sao? Có cái gì đáng ngạc nhiên? Lăng Tiếu không hiểu hỏi, không, Thư Hùng ở bên trong có thể đang sinh nở. Độc Ưng chân mày giãn ra cười nói, sinh nở, ngươi. Ngươi nói bên trong thư hùng bên trong đang sinh hùng bảo bảo sao? Lăng tiếu sửng sốt một chút hỏi. Đúng vậy, nghe tiếng kêu từ bên trong truyền tới, rõ ràng là đang sinh tiểu hắc hùng. Nếu không hắc hùng kia sẽ không bảo vệ cửa động chặt chẽ, bất quá nhìn dạng này tựa hồ xuất ra chút tình huống. Độc ưng khẳng định gật đầu nói. Lăng tiếu đối với lời nói của độc ưng tin tưởng không hề nghi ngờ. Độc ưng ở hoang tùng sơn mạch lăn lộn nhiều năm, biết được tự nhiên nhiều hơn so với hắn. Thiếu ra, hiện tiện chúng ta hợp lực đem hắc hùng này giết chết, con thư hùng bên trong kia vốn không có năng lực tái chiến với chúng ta đợi nó sinh ra con nhỏ liền càng tốt rồi bốn đôi hùng trưởng hắc linh chi ấu thú chúng ta phát lớn rồi độc ưng suy nghĩ một chút thập phần hưng phấn nói đồng thời từ phía sau lưng rút ra hỏa kiếm của hắn muốn cùng lăng tiếu liên thủ hắc hùng canh giữ ở cửa động vừa thấy độc ưng lộ ra sát ít hai mắt trở nên đỏ hồng lên toàn thân tản ra quang mang thổ hoàng sắc nhàn nhạt, nhạt tựa như đã làm tốt chuẩn bị cho cuộc chiến sinh tử rồi lúc này lăng tiếu do dự rồi thật không muốn giết chết đầu hắc hùng này thiếu gia người làm sao vậy nơi này chính là có hùng ấu thú bắt trở về sau này nuôi lớn nhất định là một đại trợ lực độc ưng nhìn lăng tiếu không hề nói gì nói ra lăng tiếu ngẩng đầu nhìn hắc hùng đang đề phòng kia đồng thời nghĩ đến tự mình kiếp trước là thân thế cô nhi thế lương nếu không phải lão quỷ sư tôn chứa chấp hắn chỉ sợ sớm đã chết đói đầu đường rồi cả đời trước hắn không được hưởng thụ qua yêu mến của cha mẹ cả đời này bồi bổ lại cho hắn hôm nay hắn thật nhẫn tâm giết chết hai con hắc hùng này sao quên đi loại hành động ném đá xuống giếng này lão tử không làm được trong lòng hắn không khỏi mềm nhũn hắn nặng nề thở dài một hơi ai quên đi hôm nay tới đây thôi thiếu thiếu ra độc ưng hết sức không hiểu nhìn lăng tiếu nói ở độc ưng cho là bây giờ là cơ hội trời ban mà lăng tiếu sao lại muốn buông tha cho nó hắn không cam lòng hắn phải có hắc linh chi kia để cho chính mình đột phá đến cao giai huyền sĩ cho dù là mạo hiểm đến tính mạng cũng nguyện ý, cơ hội như thế hết sức khó có được. Thiếu gia, ngươi hiện tại không giết chúng nó, ngày sau để cho người khác phát hiện sự hiện hữu của chúng nó, bọn họ cũng là khó thoát khỏi cái chết, chúng ta sao không? Độc ưng vẫn cố gắng khuyên. Ý ta đã quyết, đi thôi. Ta sẽ nghĩ biện pháp cho người đột phá. Lăng tiếu nhìn ra không cam lòng nồng đậm trong ánh mắt của độc ưng, không thể không lên tiếng an ủi. Ai, độc ưng lắc đầu than nhẹ, đem hỏa kiếm một lần nữa thu lại, tính toán cùng lăng tiếu cùng nhau rời đi. Hống, trong động khẩu truyền đến tiếng hùng giống kinh thiên. Hắc hùng canh giữ ở động khẩu thần sắc có chút lo lắng, lúc này truyền đạt qua, vội vã hướng bên trong động chạy về. Không phải là khó sinh đi, lăng tiếu nhìn hắc hùng kia lo lắng chạy về trong động, không khỏi tự nói. Đúng là khó sinh rồi, nếu không sẽ không kêu thảm như vậy. Linh thú bình thường lúc sinh nở rất ít khi xuất hiện tình huống như thế, nhưng mà ngẫu nhiên cũng có ngoại lệ, hoặc là ấu hùng kia quá lớn, mẫu hùng khó có thể sinh ra được. Độc ưng căn cứ nhiều năm ở Tùng Lâm sinh hoạt phân tích nói. Lăng tiếu một tay nâng cầm, sau khi trầm mặc một hồi nói, đi vào xe một chút. Cái? Cái gì? Độc ưng giật mình nhìn lăng tiếu, tiếp theo có thể đoán được ý đồ của lăng tiếu. Lúc này nói, thiếu gia chớ vọng động, hiện tại công hùng kia nhất định sẽ thể chết bảo vệ mẫu hùng. Tuyệt đối sẽ không để cho chúng ta tới gần, chúng ta vẫn là đi thôi. Xong, lăng tiếu không nghe lời nói của độc ưng, phi thẳng đến hùng động đi tới. Độc ưng đối với tâm tư của vị thiếu gia này đúng là đoán không ra, thầm nghĩ, thật không biết trong đầu thiếu gia nghĩ cái gì. Nếu đã lựa chọn đi theo lăng tiếu, độc ưng chỉ đành phải kiên trì đuổi theo. Lần này, lăng tiếu đi thẳng tới trước động khẩu, công hùng kia cũng không thấy đi ra, chỉ là nghe được tiếng hô thảm hại hơn ở bên trong. Độc ưng, ngươi ở bên ngoài canh chừng dùm, trừ phi nghe được ta cầu viện, nếu không không cho phép đi vào. Lăng Tiếu phân phó một tiếng, tiếp theo không do dự hướng bên trong động đi vào. Chương 102, Độc Ưng khiếp sợ một. Vừa đi được một hồi, Độc Ưng liền nghe được tiếng hống tràn đầy địch ý của Hắc Hùng, trong lòng không khỏi thay Lăng Tiếu lo lắng, bất quá hắn vẫn là tuân theo phân phó của Lăng Tiếu, tùy thời chuẩn bị cứu viện. Bên trong động, Lăng Tiếu khoát tay hướng về phía Công Hùng nói, "Hùng lão đại, đừng hiểu lầm, ta là tới giúp thê tử của ngươi." Lăng Tiếu vừa nói, đồng thời vừa chỉ vào mẫu Hùng đang thống khổ rên rỉ ở một bên nói, hống, công hùng lại thế nào nghe hiểu được lời nói của lăng tiếu, lúc này vung hùng trưởng liền hướng lăng tiếu đập tới. Này, lão huynh, ta nói tại sao ngươi không giảng đạo lý chứ? Lăng tiếu phải dùng bộ pháp tránh thoát công kích của công hùng. Ai ngờ công hùng thú tính nổi lên, song trưởng lần nữa hướng lăng tiếu đánh tới. Mẹ kiếp, tiên hạ thủ vi cường rồi, lăng tiếu đem tốc độ để thăng đến tận cùng, ở trong động tránh khỏi công kích của công hùng, chạy đến bên cạnh mẫu hùng công hùng càng thêm tức giận rồi di chuyển thân thể khổng lồ thể phải giết chết nhân loại đáng chết này nhưng mà khi nó muốn tiến công lại thấy một thanh đào của lăng tiếu đặt ở trước mẫu hùng nó không thể không dừng tiến công trong đôi mắt lộ ra sát khí nồng đậm gầm lên giận dữ chấn cả thành động cũng lắc lư mấy cái trong rừng rậm cây cối chọc trời truyền đến từng đợt tiếng thú hống kinh hãi đến dã thụ gần trăm dặm phụ cận tán loạn đê gia linh thú sợ hãi độc ưng một người lo lắng đứng ở ngoài động trường kiếm trong tay không ngừng di động lặp đi lặp lại, tựa hồ hận không được xông vào trong động, chỉ là ở bên trong động thật lâu không có truyền đến chỉ thị, không dám tự ý chủ trương. Trong nháy mắt, nửa thời thần trôi qua, bên trong động thần kỳ biến đổi thành yên tĩnh lại. Độc Ưng nghi ngờ không giải thích được lẩm bẩm tự nói, chẳng lẽ thiếu gia bị? Ai, người trẻ tuổi còn chưa đủ thành thục, quá hành động theo cảm tính rồi, quên đi, khôi phục thân tự do cũng không có cái gì không tốt. Độc Ưng thấy bên trong động không có phản ứng trong lòng suy đoán lăng tiếu đã gặp bất chắc hắc hùng đã nổi điên hắn tự nhận là chính cũng không phải là đối thủ huống chi là lăng tiếu lại qua một canh giờ độc ưng muốn xoay người rời đi lại dừng cước bộ hắn hướng bên trong động nhìn lại cắn răng tính toán xông vào bên trong nhưng là có hắc linh chi chỉ cần chiếm được hắc linh chi hắn liền có hy vọng đạt phá đến cao giai huyền sĩ rồi đến lúc đó ở vẫn thạch thành chỉ cần không đắc tội đại gia tộc thì có thể đi ngang rồi đang lúc hắn muốn xông vào động bên trong đi ra mọt đạo nhân ảnh đây không phải là lăng tiếu còn là người phương nào. Thiếu, thiếu gia, ngươi không có chuyện gì, độc ưng ngẩn người kinh ngạc hỏi. Phải biết rằng bên trong nhưng là có nhị giai trung cấp hắc hùng, cho dù lăng tiếu có may mắn không chết, nhưng là cũng không thể không có hư hao chút nào a. À. Lăng tiếu cười nói, ngươi rất hy vọng ta có việc, độc ưng vội vàng khoát tay nói, dĩ nhiên không phải, ta. Ta thấy thiếu gia lâu như vậy không có đi ra ngoài, đang định xông vào cứu thiếu gia đây. Độc ưng chuột dạ rơi một phen mồ hôi lạnh nói, Giờ phút này hắn đối với Lăng Tiếu càng ngày càng kính nể rồi, lại tự mình xông vào hắc hùng động mà không hư hao chút nào, đổi lại hắn đi vào chưa chắc có thể làm được dễ dàng như Lăng Tiếu. "Yêu, cầm đi đi." Lăng Tiếu móc ra một vật hướng Độc Ưng ném qua. Độc Ưng thuận tay nhận lấy, định nhãn, nhìn lại, hai mắt hiện ra ánh sáng, "Đây, đây là Hắc Linh Chi." Độc Ưng kích động a, à, không nghĩ tới thiếu gia thật giúp hắn lấy Hắc Linh Chi, đây nhưng là nhị giai trung cấp linh thảo. Giá trị không rẻ, lại là mạo hiểm nguy hiểm tính mạng mới lấy được, thiếu gia lại thật cho hắn rồi. Đi thôi, tìm một chỗ ta thay người hộ pháp, nhanh chóng đột phá." Lăng Tiếu không một chút đau lòng nói. Đối với người bên cạnh mình, hắn một mực đều không keo kiệt. Đa Tạ thiếu gia thành toàn, độc ưng một chân quỳ xuống chân thành bái tạ nói. Lần này hắn là trong tâm vui mừng thần phục quỳ xuống cảm ơn, độ trung thành trong lòng đối với Lăng Tiếu thẳng tắp bay lên. "Được rồi, sau này chỉ cần ngươi trung thành đi theo ta." Huyền Sĩ Giai cũng phải là điểm cuối cùng của ngươi." Lăng Tiếu bị Độc Ưng một bái, rất là tự tin đối với hắn nói. Giờ phút này, Độc Ưng đối với lời nói của Lăng Tiếu là tin phục 10 phần rồi. Huyền Sĩ Giai không phải là điểm cuối, chẳng lẽ thật sự có một ngày đột phá đến linh sư giai sao? Đang ở lúc Lăng Tiếu cùng Độc Ưng muốn rời đi, trong Hắc Hùng động truyền ra từng đợt thanh âm chấn động. Độc Ưng lập tức đề phòng lên, trong lòng nghi ngờ, chẳng lẽ Hắc Hùng còn sống? Không cần khẩn trương, Lăng Tiếu vỗ vỗ bả vai của Độc Ưng nói, "Lúc này, ở cửa động đi ra hai con hắc hùng khổng lồ, mà một con hắc hùng trong đó ở trong ngực còn ôm một con tiểu hắc hùng. Tiểu hắc hùng chỉ lớn bằng hùng trưởng của đại hắc hùng, núp ở trong ngực mẫu hùng, lông mềm như nhung, bộ dáng lộ ra vẻ cực kỳ khả ái. Hai con hắc hùng đi tới phía trước Lăng Tiếu, Độc Ưng ở một bên không khỏi lui về phía sau hai bước, đối với Lăng Tiếu nói, "Thiếu gia đi mau." Lăng Tiếu không có để ý tới Độc Ưng, mà là đối với hắc hùng chắp tay cười cười nói, hắc hùng lão đại, ta đi, có nhiều chỗ đắc tội thỉnh xin tha tha. Công hùng cùng mẫu hùng kia cũng gầm nhẹ mấy tiếng, lấy đó để đáp lại, mà mẫu hùng kia vô cùng nhân tính vỗ bả vai của công hùng. Công hùng hiểu ý, tiến lên một bước mở ra hùng trưởng, vài cọng hắc linh chi bày ra ở trước mặt lăng tiếu. Nhiều hắc linh chi như vậy, còn có một gốc hắc linh chi ngàn năm. Độc ưng, ở không xa trợn to mắt nhìn mấy gốc linh thảo ở trong tay công hùng kinh hô lên. Ngay cả lăng tiếu cũng sửng sốt một chút, hắn ở trong vách động rõ ràng chỉ phát hiện ra hai gốc hắc linh chi hắn đi ra ngoài trước hái được một gốc để lại một gốc mà ở trong tay công hùng nhưng có đến năm gốc hắc linh chi đây quá ngoài ý muốn đi công hùng thấy lăng tiếu không cầm lấy dùng hùng trưởng đẩy lăng tiếu lại lắc lắc hắc linh chi ở trong tay một chút lăng tiếu ngẩng đầu nhìn công hùng dùng ngón tay chỉ vào chính mình nói đây là cho ta công hùng tự hồ có thể nghe hiểu được tiếng người rất hữu hảo gật đầu lăng tiếu do dự một chút đem năm gốc hắc linh chi ở trong tay công hùng đều cầm vào trong tay, sau đó đi tới bên cạnh mẫu hùng nói, cho ta xem tiểu tử một chút. Mẫu hùng cúi người để cho Lăng Tiếu đụng đến tiểu Hắc Hùng trong ngực. Tiểu Hắc Hùng kia tỉnh táo mở ra mắt lớn nhìn Lăng Tiếu, lại miễn cưỡng đứng thẳng người lên lẻ lưỡi liếm liếm mặt của Lăng Tiếu, lại ngã xuống trong ngực mẫu hùng. Lăng Tiếu trên tay sờ sờ đầu của tiểu Hắc Hùng, vô cùng hài lòng cười, sau đó từ trong tay lấy ra một gốc hắc linh chi đưa tới trước mặt tiểu Hắc Hùng tới, tiểu hắc, đây là tên sau này của ngươi, mau ăn nhiều vào, nhanh nhanh trưởng thành đi, lăng tiếu đặt cho tiểu hắc hùng một cái tên là tiểu. Hắc nói, chương 103, độc ưng khiếp sợ hai, tiểu hắc hùng cũng không khách khí, đoạt lấy hắc linh chi trong tay lăng tiếu liền nhai nhai lên. Độc ưng ở không xa thấy vậy đau lòng muốn chết, đây chính là gần vạn kim tệ A, tốt lắm, đi thôi, sau này lại trở về thăm đám các ngươi. Lăng tiếu ở trên người hai con đại hùng vỗ vỗ, đột nhiên sau đó xoay người liền mang theo độc ưng rời đi hai con hắc hùng kia ôm tiểu hắc hùng vẫn đi theo sau một lúc lâu mới lần nữa quay trở về lăng tiếu nhìn hai cái thân ảnh khổng lồ kia trở về trong lòng không khỏi có chút buồn bã thiếu gia bọn họ trở về giỏi độc ưng nhàn nhạt nói trong ánh mắt đối với lăng tiếu khâm phục tới cực điểm hắn lăn lộn ở hoang tùng sơn mạch nhiều năm vẫn là lần đầu tiên thấy một màn thần kỳ như thế thiếu gia lại cùng với một nhà hắc hùng kia hữu hảo như vậy chỉ sợ truyền đi cũng không có người sẽ tin tưởng đây là sự thật lăng tiếu gật đầu nói ừ chúng ta tìm một chỗ an toàn ta giúp người hộ pháp để ngươi đột phá hai người đi tới một địa phương thanh u độc ưng mở mở ra một cái động chuẩn bị tiến vào trong đó đột phá lúc này lăng tiếu gọi lại độc ưng lấy ra một gốc hắc linh chi ngàn năm duy nhất đưa tới trước mặt độc ưng nói dùng một gốc này đi như vậy nắm chắc hơn một chút bỗng nhiên cổ họng độc ưng nghẹn lại ánh mắt nóng lên thiếu chút nữa cũng chảy ra nước mắt chỉ là cố nén đón tới, xoay người đi vào bên trong động. Từ giờ khắc này độc ưng đối với Lăng Tiếu là tuyệt đối trung thành không hai lòng rồi. Ngàn năm hắc linh chi, so với hắc linh chi ngàn năm trở xuống cao hơn một cái tiểu giai vị, đã là nhị giai cao cấp linh thảo rồi, giá trị kia không cần nói cũng biết, mà Lăng Tiếu đều không nhướng mày một cái liền đem một gốc hắc linh chi chân quý này cho hắn phục dụng, hắn có thể không cảm động sao? Lăng Tiếu thì không đem chuyện này để ở trong lòng, những thứ linh thảo chân quý này mặc dù hiếm thấy, nhưng là cũng chưa chắc là tìm không được, đợi ngày sau cường đại, chỉ cần hướng chỗ sâu sơn mạch đi vào, cao giai linh thảo còn không phải là một tay ôm lấy sao. Dĩ nhiên, lăng tiếu cũng không phải là không có nửa điểm tư tâm, ít nhất độc ưng lớn mạnh đối với hắn mà nói cũng là một cái đại trợ lực. Độc ưng đột phá đến cao giai huyền sĩ không phải là chuyện một hai phút, lăng tiếu lấy thịt khô ra bắt đầu ăn, vì trợ giúp hắc hùng hắn là hao tổn không ít, nghĩ tới một màn ở trong động kia quả thật vô cùng mạo hiểm hắn mạo hiểm nguy hiểm tính mạng mới đổi được cảm kích của hai con hắc hùng đối với hắn lúc ấy lăng tiếu lấy đao gác ở cổ mẫu hùng uy hiếp công hùng không được làm loạn nhưng mà công hùng làm sao có thể đoán được tâm ý của lăng tiếu nhất thời nổi điên lên nếu không có mẫu hùng làm bia đỡ đạn chỉ sợ lăng tiếu sớm đã chết ở dưới công kích của công hùng rồi mẫu hùng bởi vì sinh nở cho nên mất đi lực chiến đấu lại bởi vì khó sinh căn bản đối với lăng tiếu không tạo thành uy hiếp chỉ biết là không ngừng gào thét muốn đem tiểu hùng sinh ra nhưng vô luận nó dùng sức thế nào đều không thể đem tiểu hùng sinh ra được, đau đến giống như chết đi sống lại. Lăng tiếu dĩ nhiên không hiểu đỡ đẻ, nhưng mà hắn lại hiểu tùy cơ ứng biến, một tay khoác lên sau lưng mẫu hùng, đem huyền lực của mình quán thâu đến trong cơ thể mẫu hùng, giúp nó thông thuận kinh mạch, tăng cường lực độ dùng sức. Quả nhiên, khi hắn toàn lực phối hợp, mẫu hùng rốt cuộc thuận lợi sinh ra tiểu hắc. Lăng, tiếu huyền lực tiêu hao quá độ, hư thoát ngồi trên mặt đất. Công hùng nắm lấy cơ hội, trong nháy mắt chạy đến trước lăng tiếu, một cái hùng trường ẩn chứa lực lượng cường đại liền hướng về đầu lăng tiếu phách tới. Lúc ấy lăng tiếu cũng cho là một mạng của mình ô oh, hô oh rồi. Vạn hạnh chính là, người tốt luôn có tốt quá. Mẫu hùng miễn cưỡng hống khiếu một tiếng, tựa hồ đang nói gì đó với công hùng, lúc này mới khiến lăng tiếu tránh được một kiếp. Cũng vì vậy mà lăng tiếu mới cùng một nhà hắc hùng giải hạ thiện duyên. Giã thú sở dị thoát biến thành linh thú, đó là đã có được linh tính nhất định mới có thể xưng la linh thú, là thăng hoa của giã thú, đã có thể có một chút ý thức đơn giản, mặc dù so với tam gia linh thú có linh trí sơ khai còn kém một chút, nhưng mà đã có một chút tư tưởng rồi. Lăng tiếu giúp mẫu hùng thuận lợi sinh ra tiểu hắc hùng, mẫu hùng hoàn toàn cảm nhận được lăng tiếu đói với chúng cũng không có ác ý, đây mới khiến cho một nhà hắc hùng đối với lăng tiếu cảm kích vạn phần, đồng thời cũng vì thế mà đem hắc linh chi ở trong động dâng ra. Lung thú không giống nhân loại, bọn họ một khi nhân thức là bằng hữu, bọn họ liền sẽ vô cùng trung thành vô tư trợ giúp bằng hữu của chúng, mà lăng tiếu là người đầu tiên trở thành bằng hữu của một nhà hắc hùng, cũng là một cái bằng hữu có một không hai, lăng tiếu ăn no, cũng không lười biếng, bắt đầu đả tọa lên. Chỉ có không lúc nào là, không ngừng tu luyện mới để cho tự mình càng nhanh trở nên mạnh mẽ. Thông qua tay không đối chiến trong khoảng thời gian này với Hắc Hùng, Kim Cương ngũ biến quyết đệ nhị biến của lăng tiếu đã có tiến bộ rõ ràng, nguyên lai là cảnh giới tiểu thành dần dần hướng cảnh giới trung thành đi tới. Hôm nay hắn lần nữa thụ ngoại thương, tin tưởng không cần đan dược trị liệu cũng có thể thông qua Kim Cương ngũ biến, quyết tiến hành chữa trị vì thế lăng tiếu cũng cảm thấy kim cương ngũ biến quyết này có phải hay không là bất tử thần công trong truyền thuyết nếu không làm sao có thể có công năng chữa trí cường đại như thế thật không biết thái thượng trưởng lão từ đâu có được bản huyền công này lăng tiếu chìm đắm trong tu luyện tam phân quy nguyên khí tuần hoàn ở trong thân thể hắn thanh trừ chướng ngại đột phá cao giai huyền giả chỉ cần tâm cảnh của hắn cùng trạng thái đạt đến cảnh giới tốt nhất chính là ngày hắn đột phá bất quá hắn hiện tại cũng không nóng nảy trước áp xúc trạng thái trung giai huyền giả một chút khiến cho sau khi chân chính bão hòa, sẽ thuận lợi đột phá một cách tự nhiên. Đang ở lúc lăng tiếu một bên đả tọa, một bên vì độc ưng hộ pháp, nghe được tiếng nói chuyện của mấy cái mạo hiểm giả cách tùng lâm không xa, lúc này cảnh giác lên, nếu để cho bọn họ quấy dày độc ưng đột phá lần này, vậy lần tiếp theo cũng không biết là đến lúc nào. Trong rừng rậm cách lăng tiếu không xa xuất hiện bảy đạo thân ảnh, bảy người này đều có ba phần tương tự, không cần phải nói khẳng định là huynh đệ với nhau. Trẻ tuổi nhất ước chừng 26 tuổi, lớn tuổi nhất cũng hơn 40 tuổi. Nếu như Độc Ưng ở nơi này khẳng định có thể nhận ra bảy người này, bọn họ ở trong mạo hiểm giả có chút danh tiếng, nguyên lai được xưng là Bành Thị Thất Lang, nhưng mà sau đó lại bị Thanh Lang Dòng binh đoàn biết sự hiện hữu của bọn hắn, tuyên bố bảy người này không quy thuận Thanh Lang Dòng binh đoàn mà nói, liền đem danh hiệu từ bỏ, nếu không tuyệt đối để cho bảy người bọn họ biến mất, khỏi vẫn thạch thành, cho nên bảy người phải đem danh hiệu sửa thành Bành Thị Thất Ưng. Chương 104: Người tốt không có tốt báo một. Đại ca chúng ta tìm nhiều đê giai độc thảo như vậy thật có thể bán lấy tiền sao ứng thất trẻ tuổi nhất không rõ ràng cho lắm hướng về phía ưng đại lớn tuổi nhất hỏi lão thất ngươi có phiền hay không trên đường đi ngươi cũng hỏi nhiều lần rồi không thể bán lấy tiền thì ta gọi các ngươi đến làm gì ưng đại không nhịn được hồi đáp ưng tam hướng về phía ưng thất nói lão thất đại ca làm việc nhất định là có phân tắc hắn nói có thể bán lấy tiền nhất định là có thể bán lấy tiền ưng thất vẫn không rõ nói nhưng mà những đê giai độc thảo này bán cho linh thảo đường cũng không được mấy cái kim tệ, còn không bằng chuyên tâm tìm kiếm mấy gốc linh thảo bán được giá cao hơn đi. Người biết cái gì, những độc thảo này cũng không phải là bán cho linh thảo đường. Ưng đại hét lớn nói, ưng thất không dám nhiều lời nữa, chẳng qua là không cam lòng mà đem lời nói nuốt trở vào. Lúc này ưng nhị nói, đại ca, hiện tại liền có đủ thất huynh đệ chúng ta, người liền dứt khoát một chút đem lời nói rõ ra, những độc thảo này đến tột cùng là ai muốn thu mua, cũng tốt để cho huynh đệ chúng ta biết ngọn nguồn. Ưng đại do dự một chút, sau đó hướng bốn phía nhìn quanh xác định không có ai sau đó mới nói nhỏ là nhiệm vụ do lăng gia đại tổng quản ban bố mỗi một gốc độc thảo trị giá 50 kim tệ cấp bậc càng cao giá trị càng cao cái giá tiền này nhưng là gấp hai d dài linh thảo người nói chúng ta thu hay không thu thập độc thảo bất quá lăng đại tổng quản nói chuyện này ngàn vạn không thể tiết lộ tin tức nếu không hậu quả của chúng ta những huynh đệ khác thấy ưng đại nói xong liên tục nghiêm túc gật đầu ưng thất rõ ràng nhiều lời lại không nhịn được hỏi lăng gia thu thập nhiều độc thảo như vậy thì có ích lợi gì thật là ưng đại trợn mắt nhìn ứng thất một cái nói vấn đề của ngươi thật nhiều ngươi hỏi ta ta đi hỏi ai đây quên đi lão đại tiểu thất là dạng như vậy chúng ta nhanh chóng thu thêm vài gốc độc thảo đi bất quá có linh thảo cũng không thể bỏ qua ưng tam lên tiếng giảng hòa nói bảy người cũng không nói thêm gì nữa bắt đầu ở phụ cận tìm kiếm độc thảo lăng tiếu ở không xa đem những lời này của bảy người bọn họ thu hết vào trong tay thần sắc không khỏi nghiêm nghị lên trong lòng thầm nghĩ lăng trùng thu thập nhiều độc thảo như vậy rốt cuộc muốn dở cho quỷ gì chẳng lẽ hai lão bất tử kia không đợi được nữa muốn đoạt vị rồi lăng trùng chính là lăng gia đại tổng quản trong miệng của ưng đại lăng tiếu vừa nghe liền có thể đoán được ở vẫn thạch thành nhưng là chỉ có một lăng đại tổng quản lăng tiếu càng suy nghĩ xuống đáy lòng càng là thay tộc trưởng gia gia kia của hắn mà lo lắng nhưng mà hiện tại độc ưng lại đang đột phá sợ sau khi rời đi vạn nhất có linh thú hoặc mạo hiểm giả quấy dày hắn thì làm sao bây giờ? Không được, ta nhất định phải tra ra rõ ràng. Lăng tiếu suy tính một chút, quyết định muốn tra cho rõ ràng, nếu không trong lòng không thoải mái. Lăng tiếu cầm đi một ít chạc cây, cỏ dại đem cửa động kia của độc ưng che đậy, sau đó hướng thất ưng cách không xa lướt tới. Đại ca, ta phát hiện một gốc xà hình thảo. Ưng thất nắm lên một gốc thực vật hình dạng giống như xà, vui vẻ nói. Không tốt, ưng tam quay đầu lại kinh hô một tiếng, tiếp theo hét lớn, tiểu thất mau tránh ra, bên cạnh xà hình thảo có thất tinh độc xà. Đáng tiếc ưng tam nhắc nhở đã muộn, ở trong bụi cỏ có một cái thân ảnh. Nhỏ mảnh tiêu xạ mà ra. a, à, cánh tay của ưng thất bị cắn một cái, kêu thảm thiết một tiếng, lúc này một tay bắt được thất tinh độc xà kia, hung hăng đem nó đạp xuống dưới đất. Dưới chân cũng không dừng lại, lại nặng nề dậm ở trên đầu con rắn kia, đầu rắn lập tức bị dẫm thành thịt vụn. Dám cắn ta, ta cho người chết không toàn thây, ưng thất như cũ không giải thích được tàn nhẫn xuất cước liên tục đối với thất tinh độc xà đã chết xong lúc này ưng tam sắc mặt ngưng trọng đi đến bên cạnh ưng thất loan câu trong tay hướng cánh tay bị rắn cắn của ưng thất vung lên a à, ưng thất không kịp đề phòng một cánh tay đã bị chặt đứt rồi phát ra thanh âm tê tâm liệt phế tiểu thất mấy huynh đệ còn lại kinh hô một tiếng vội vàng hướng ưng thất chạy tới ưng thất một tay che cánh tay đang phun máu thống khổ lăn lộn trên mặt đất Ưng Tam từ bên hông móc ra một viên đan dược cứng rắn nhét vào trong miệng Ưng Thất, những người khác giúp đỡ Ưng Thất băng bó vết thương. "Tam, Tam ca, ngươi làm cái gì vậy?" Ưng Lục so với Ưng Thất hơi lớn hơn 2 tuổi vô cùng tức giận hỏi Ưng Tam. "Ngươi biết cái gì, Tam ca của ngươi là đang cứu tiểu Thất, chớ xem thường Thất tinh độc xà này, nó nhưng là kịch độc vô cùng, cho dù chúng ta có giải độc đan mà cũng không cứu được tiểu Thất, Tam ca của ngươi đem tay của tiểu Thất chặt đứt là phòng ngừa nọc độc lan tràn." cũng là cứ tiểu thất một mạng rồi ưng đại mở miệng quát lên hắn nhìn ưng thất nằm trên mặt đất sắc mặt khó coi cực kỳ tuy nói đệ đệ nhỏ nhất này hơi nhiều lời đặc biệt làm cho người ta phiền nhiễu nhưng mà đây chính là anh em ruột của hắn hôm nay chặt đứt một cái tay có thể nào không thay hắn khổ sở được nghe lời nói của ưng đại ưng lục sừng sốt một chút sau đó thở dài một hơi đem mặt quay đi người nào lúc này ưng đại hướng một cái phương hướng quát lên người tới không phải là lăng tiếu thì là người phương nào các vị đại ca, ta chỉ là đi ngang qua. Lăng tiếu lộ ra nụ cười hữu hảo nói. Ưng đại nhìn thấu tu vi của lăng tiếu, tính cảnh giác thấp xuống chút ít, chẳng qua là thấy lăng tiếu lớn lên phong thần tuấn lãng, nhưng mà một thân quần áo lại toàn bộ rách nát, vết máu loang lổ, lúc này nghi ngờ, tiểu tử này lại có tu vi trung dai, thực lực không tầm thường, chẳng qua là hắn lại dám một mình một người đi đến sơn mạch, lá gan thật đúng là không nhỏ. Lăng tiếu nhìn thoáng qua ưng thất nằm trên mặt đất thống khổ không chịu nổi, nghĩ ra một kế, lúc này nói, các vị lại không cầm máu cho hắn, chỉ sợ chảy máu quá nhiều, hắn không thể chịu nổi a, à, kỳ thật, không phải là không cầm máu cho ưng thất, mà là miệng máu cụt tay quá lớn, mặc dù trải qua băng bó nhưng mạch máu vẫn đang chảy đầm đìa không ngừng, bọn họ cũng không có biện pháp. Người nói lung tung, nếu ngươi không đi ta liền giết ngươi, ưng Lục tính tình hòa bạo, hướng về phía Lăng Tiếu quát. Những người khác đồng dạng vẻ mặt khó coi nhìn chằm chằm vào Lăng Tiếu, tựa hồ cũng đang trách tội Lăng Tiếu nói loại lời nói không tốt này. Lăng Tiếu cũng không để ý, nhàn nhạt nói, nếu như các ngươi tin được lời nói của tiểu đệ, ta có thể vì hắn cầm máu. Thất ưng mấy huynh đệ đều là sừng sốt một chút, cuối cùng ưng ta mở miệng nói, vị tiểu huynh đệ này thật có nắm chắc giúp thất đệ của chúng ta cầm máu. Chương 105, người tốt không có tốt báo. 2. Các ngươi đã không tin, ta đi đây. Lăng Tiếu dứt lời xoay người sang, như muốn rời đi. Lúc này, ưng đại ngăn cản Lăng Tiếu nói, chỉ cần ngươi có thể giúp thất đệ nhà ta cầm máu, ta cho ngươi một trăm kim tệ lăng tiếu hiện lên nụ cười nói kim tệ ta không cần ta chỉ muốn hỏi các ngươi mấy cái vấn đề đơn giản các ngươi phải chi tiết trả lời ta đừng nói mấy coi như là một trăm cái cũng không thành vấn đề mau giúp thất đệ ta cầm máu ưng lục gấp gáp đồng ý cùng thúc giục nói lăng tiếu gật đầu sau đó ngồi xuống ở một bên tay cụt của ưng thất tiện tay điểm mấy chỗ huyệt đạo sau đó đứng lên phủi tay nói xong rồi thất ưng mấy huynh đệ đều là không tin nhưng nhìn ứng thất lại thấy hắn không hề rên gì thống khổ nữa, thần sắc hòa hoãn lại, lúc này hôn mê bất tỉnh, lại nhìn miệng vết thương kia quả nhiên là ngừng chảy máu. Mặc dù lăng tiếu không biết điểm huyệt cứu người, nhưng mà kiếp trước đối với một chút căn bản điểm huyệt công pháp vẫn là hiểu được, đối với điểm huyệt cầm máu thường dùng này hắn vẫn là tương đối có tự tin. Đa tạ tiểu huynh để hỗ trợ, ngươi có vấn đề gì cứ hỏi, ưng ừ đại hướng lăng tiếu chắp tay cảm ơn nói. Trong mắt lóe lên nghi hoặc, hắn không biết tiểu tử này rốt cuộc muốn hỏi điều gì ánh mắt của lăng tiếu chuyển một cái sau đó nói ngay vào điểm chính ta chỉ muốn biết các ngươi lấy nhiều độc thảo như vậy để làm cái gì thần sắc ưng đại hơi đồi hắn đang muốn trả lời ưng tam ở một bên cướp lời nói đương nhiên là muốn cầm đi linh thảo đường bán chút kim tệ tiểu huynh đệ chẳng lẽ đối với độc thảo có hứng thú lăng tiếu dĩ nhiên biết ưng tam lừa gạt hắn lúc này nói ngay vào điểm chính lời nói của vị đại ca này chỉ sợ không thành thật ta mới vừa rồi nhưng là nghe được các ngươi muốn cầm đi bán cho lăng gia đại tổng quản lời này của lăng tiếu vừa ra thất ưng sáu người đều đề phòng lên ưng đại hít mắt nói nếu tiểu huynh đệ nghe thấy được cần gì phải hỏi nữa mấy vị chớ khẩn trương tiểu đệ cũng là đi ra ngoài lăn lộn muốn kiếm một ít kim tệ mà thôi chỉ muốn để cho các vị đại ca lộ chút tin tức nếu có độc thảo mà nói làm sao liên lạc được với đại tổng quản lăng tiếu chớp mắt một cái giải thích nói tiểu huynh đệ không nên hỏi vẫn là hỏi ít thì tốt hơn phải biết rằng họa là từ miệng mà ra nhìn ở trên việc ngươi giúp thất đệ ta cầm máu Ngươi đi đi, ưng đại không khách khi nói. Xem ra các vị đại ca là không muốn trả lời vấn đề của ta rồi. Lăng tiếu cũng dần dần mất đi kiên nhẫn. Nếu là thật không nói, không thể thiếu muốn dùng vũ lực đi giải quyết. Hừ, mau cút, bằng không lão tử liền chém ngươi. Đừng tưởng rằng trợ giúp chúng ta liền có thể bắt buộc phải báo đáp. Ưng ừ, lục hướng về phía lăng tiếu quát lên. Có nghe hay không, mau cút đi, nếu không đừng trách chúng ta lòng dạ độc ác. Ưng ừ, tứ một mực không có mở miệng âm u nói lăng tiếu tức giận a à, trợ giúp linh thú còn có được ân huệ hôm nay trợ giúp người nhưng gặp phải đối phương khi dễ thật là ai cũng không thể nhẫn nổi rồi đã như vậy ta đây không thể làm gì khác hơn là thu hồi giúp đỡ vừa rồi lăng tiếu nhàn nhạt nói một câu sau đó bóng người chợt lóe lần nữa đến bên cạnh ưng thất ngón tay nhanh chóng điểm mấy cái ưng ừ thất mới vừa bắt đầu hôn mê đột nhiên tỉnh lại lại bắt đầu càng không ngừng kêu thảm thiết a à, đau đau chết ta thất đệ tạp chủng chết tiệt ưng lục kinh hô một tiếng, sau đó song câu trong tay hướng lăng tiếu huy vũ tới, trong mắt tràn đầy sát khí nồng đậm. Đáng tiếc, ưng lục cùng lăng tiếu đồng dạng chỉ là trung giai huyền giả, hắn lại làm sao có thể là đối thủ của lăng tiếu. Lăng tiếu ngay cả vũ khí đều lười động đến, đầu tiên là tránh được song câu của ưng lục, tiếp theo hướng hạ sườn của hắn liên tục đập mấy quyền, ưng ừ lục bị đánh đến bay ra ngoài. Có mấy phần bản lĩnh, bất quá, trong ba tức không cầm máu cho huynh đệ của ta, lập tức khiến cho ngươi đầu một nơi thân một nơi ưng tứ căm tức lăng tiếu âm u nói ta nói rồi giúp hắn cầm máu các ngươi phải trả lời vài vấn đề của ta đáng tiếc các ngươi không biết quý trọng ta chỉ là thu hồi để cho hắn chảy máu mà chết đi lăng tiếu hai tay ôm ở trước ngực nói vẻn vẹn là trung giai huyền giả cũng dám cản rỡ xem ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ rồi ưng ừ tứ hai mắt hiện lên lệ mang song câu trong tay liên tục huy vũ mấy cái mấy đạo quang mang hướng lăng tiếu mau chóng đuổi theo ưng ừ tứ là cao giai huyền giả chiêu số sử gia này so với ưng lục phải mãnh liệt hơn nhiều lắm nếu như đổi lại là trung giai huyền giả khác đoán chừng là khó có thể tránh đáng tiếc hắn hết lần này đến lần khác gặp phải lăng tiếu bộ pháp vân tung mị ảnh của lăng tiếu nhưng là độc nhất vô nhị trên cái đại lục này cấp độ nhanh chóng tuyệt luân hơn nữa phiêu hốt không chừng chỉ trong nháy mắt liền tránh khỏi công kích của ưng tứ đồng thời xuất hiện ở phía sau hắn lão tứ cẩn thận phía sau ưng đại cùng ưng tam bắt được thân ảnh của lăng tiếu cùng quát lên nhắc nhở đã muộn lăng tiếu động sát cơ, làm tinh kiếm sau lưng ra khỏi vỏ. Kiếm quang chợt lóe, có người đầu một nơi thân một nơi rồi. Đáng tiếc không phải là lăng tiếu, mà là ưng tứ. Lão tứ, tứ ca, mấy người còn lại kinh hô. Đáng tiếc ưng tứ đã hoàn toàn chết rồi. Vốn là, lăng tiếu không muốn khai sát giới, nhưng mà hắn rất rõ ràng xê cảm nhận được sát khí của ưng tứ cùng ưng lục, cho nên lựa chọn giết cả dọa khỉ, nếu không còn tưởng rằng chính mình dễ khi dễ. Người tạp chủng này, ta muốn ngươi chôn cùng huynh đệ ta, ưng đại giận giữ đỏ hồng hai mắt, song câu trong tay xuất ra vài đạo hỏa mang hướng lăng tiếu đánh tới. Liệt hỏa như long, khí thế hùng hổ, cực kỳ đáng sợ, cao cấp huyền giả cũng muốn ở dưới một chiêu này mà chết không thể chết lại. Lăng tiếu nhìn mãnh chiêu trong nháy mắt tới, trên mặt hiện lên một tia tiếu dung quỷ ý, thân thể không nhúc nhích, tùy ý hỏa quang kia oanh ở trên trời của mình. Oanh! Thật là tiện nghi cho tiểu tạp trùng này rồi, lại để cho hắn giết tứ đệ. Ưng đại cho là lăng tiếu đã bỏ mạng trong tay hắn, như cũ không giải thích được tàn nhẫn mắng. Đại ca ngươi nhìn, ưng tam giống như nhìn thấy quỷ chỉ vào phía trước nói. Ưng đại hướng phương hướng được chỉ nhìn lại, thấy lăng tiếu đang cười hì hì nhìn hắn, rụi rụi con ngươi, còn tưởng rằng là ảo giác. Sau khi hắn xác định lăng tiếu không có chút tổn hại nào, không khỏi sợ hết hồn, cái này không thể nào, cứng rắn ăn một chiêu của ta lại không có chuyện gì. Lăng tiếu bẻ bẻ cổ, cười nói, một chiêu này của ngươi gãi ngứa cho ta cũng không xứng. Chương 106, ai dám đả thương thiếu ra nhà. Lăng Tiếu đã sớm trải qua lăng gia ngũ hành sứ giả oanh kích hơn nửa tháng, kim cương ngũ biến quyết đệ nhị biến luyện cân đã là tiểu thành chi cảnh, hơn nữa lại cùng hắc hùng đối oanh mấy ngày, hiện tại cách ngày đến đại thành không tính là quá xa, trọi cứng ưng đại một chiêu đối với hắn căn bản không có thương tổn gì. Lão tử không tin ngươi làm bằng sắt, lại ăn của ta một chiêu, ưng ừ đại lần nữa huy động song cầu, lần này xuất hết 10 tầng công lực, hỏa long so với trước còn muốn lớn mạnh gấp đôi, nhanh chóng tuyệt luân hướng lăng tiếu oanh đến. Ngươi cho rằng lão tử ngu cho người chiếm chút tiện nghi còn tiếp tục lăng tiếu quát nhẹ một tiếng trong nháy mắt bước ra nửa bước né qua cường chiêu của ưng đại lam tinh kiếm trong tay nháy mắt xuất thủ vô số kiếm quang lóe ra điểm điểm kiếm hoa đánh úp về phía ưng đại ưng nhị cùng ưng tam đồng thời kinh hô đại ca cẩn thận hai người bọn họ đồng thời hướng lăng tiếu xuất thủ ưng đại ưng tam trong thất ưng đều có thực lực đê giai huyền sĩ ưng nhị còn là cao cấp huyền giả như VKG mà hắn cùng với ưng tam đồng thời xuất thủ so ra không kém ưng đại bao nhiêu nhất thời đương chàng biến thành một phiến biển lửa ưng ngũ cùng với ưng lục mang ưng thất nhanh chóng tránh ra rất xa lăng tiếu đồng thời gặp phải công kích hắn bất đắc dĩ bỏ qua công kích với ưng đại né qua cường chiêu của ưng tam hướng ưng nhị có thực lực hơi yếu chém tới ưng nhị so với lăng tiếu cao hơn một cấp tự nhiên không sợ cùng lăng tiếu liều mạng đáng tiếc hắn lại không để ý đến nhược điểm trí mạng đó chính là song câu của hắn chỉ là nhất giai cao cấp vũ khí còn đối phương lại là so với hắn cao hơn hai cái phẩm giai. Song câu bị trường kiếm chém đứt, trung môn đại lộ, trường kiếm tiến nhanh mà vào. Ưng nhị nhìn trường kiếm sò xuyên qua lồng ngực của mình, không thể tin được nói, là... Nhị, nhị giai kiếm. Lời còn chưa dứt, khí đã đoạn, chết ngay tại chỗ. Nhị đệ nhị ca, mấy người còn lại kinh hô một lần nữa, bọn họ không nghĩ tới thực lực của đối phương thoạt nhìn rất yếu, tuy nhiên lại giết hai huynh đệ của bọn họ, đây thật sự quá không thể tưởng tượng nổi rồi đại ca ta và ngươi liên thủ đem hết toàn lực giết chết tạp chủng này ưng tam giận đỏ mắt hướng về phía ưng đại hô lên ưng đại không dám sơ sài gật đầu tụ khởi huyền lực toàn thân cùng ưng tam mỗi người một cái phương hướng hướng lăng tiếu tấn công tới nhất thời câu ảnh tung bay hỏa mang đại thịnh đối mặt với hai gã đê giai huyền sĩ toàn lực oanh sát lăng tiếu không dám khinh thường ngân quỷ đao ở sau lưng xuất ra khỏi vỏ cả người lăng không nhảy lên đao kiếm đồng thời đánh ra đao vô ảnh kiếm lưu ngân đao kiếm binh chia làm hai đường đồng thời chống đỡ công kích của ưng đại cùng ưng tam hai người oanh 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 lăng tiếu bị khí thế của hai đại đê giai huyền sĩ oanh đến bay ngược ra ngoài mà ưng đại cùng ưng tam hai người nhưng là bị cường chiêu của lăng tiếu cắt thương nhiều chỗ hai người lộ ra vẻ cực kỳ chật vật không chịu nổi bất quá hai người không có thời gian chú ý những thứ này mà là không có dừng lại tiếp tục hướng lăng tiếu giết tới mẹ kiếp thực lực vẫn là kém không ít lăng tiếu quệt một chút vết máu ở khóe miệng nhẹ mắng sau đó triển khai thân hình hướng ưng ngũ, ưng lục cùng ưng thất phi nhanh tới. "Không tốt, Ngũ đệ, Lục đệ các ngươi mau dẫn thất đệ chạy đi, tạp chủng, kia đã đi qua rồi." Ưng Tam từ phía sau đuổi theo, một bên nhắc nhở huynh đệ của hắn. Ưng Đại cùng Ưng Tam rốt cục ý thức được bộ pháp quỷ ý kia của Lăng Tiếu, trong lòng thật sự hoảng sợ, đây ít nhất là thanh giai bộ pháp, nếu không làm sao so với bọn hắn còn nhanh hơn. Trong lòng hai người bắt đầu nảy sinh tham lam, không chỉ muốn báo thù còn muốn ép đối phương đem khẩu quyết tu luyện bộ pháp phun ra. Xong, hai người tính toán mặc dù tốt, nhưng mà bọn hắn còn chưa bắt được đối phương, nhưng lại lần nữa nhìn đối thủ sát hại thân huynh đệ của bọn hắn. Ngươi không phải là muốn giết ta sao? Ta hiện tại đưa đến cho ngươi giết, chương mới tại chuyện phun. Vên lăng tiếu chạy hướng ưng lục âm u nói, làm tinh kiếm lại không hề lưu tình. Hắn đã quyết định trong bảy người chỉ để lại một người nói ra nghi vấn là được, những người khác đều là dư thừa ưng lục liều mạng phản kháng kết cục gặp phải cũng như nhị ca của hắn binh hủy nhân vong ưng ngũ bị dọa đến trong lòng run rợ trực tiếp đem ưng thất gần chết vứt bỏ lập tức bỏ chạy lăng tiếu muốn đuổi theo đánh ưng đại cùng ưng tam đã từ phía sau đuổi tới hai người đồng thời đánh ra một chiêu tuyệt sát nhất thời một cái biển lửa thiêu đến cây cối cỏ dại chung quanh hết thảy nám đen muốn nướng heo rồi lăng tiếu kinh hô một tiếng nắm lên ưng thất đang nửa sống nửa chết nằm trên mặt đất hướng hai người ném tới chiêu này qua nhiên hiệu quả, ưng đại cùng ưng tam kinh hô một tiếng, lập tức thu hồi chiêu thức. Lăng tiếu nắm lấy cơ hội nhân đó phản kích, ngân quỷ huyết đao xúc lực đánh ra một đao trọng ảnh. Kinh hàn nhất miết, ưng tam phản ứng cực kỳ nhanh, trong tay của hắn chính là nhị giai đề cấp câu khí, đỡ một kiếm của lăng tiếu, thân câu bị băng liệt một chỗ, người bị chấn lui lại mấy bước. Lăng tiếu được thế không buông tha, lần nữa đao kiếm tề xuất. Ưng tam chật vật chống đỡ, miễn cưỡng bảo vệ chỗ yếu hại quanh thân, không bị chết dưới đao kiếm tạp trùng chớ có càn rỡ ưng đại an trí tốt cho ưng thất lại thấy ưng tam nguy hiểm lúc này vung câu giải vây lăng tiếu thấy không có thể nhất cử bắt lại ưng tam mà huyền lực của mình đã tiêu hao đến không sai biệt lắm xem ra lần này thật sự vô công mà về lăng tiếu vốn muốn để cho ưng đại giải thích rõ vì sao lăng trùng lại thu mua độc thảo đáng tiếc thất ưng mấy người quá không biết điều lúc này mới khiến hắn hạ sát tâm hắn cho là tự mình có năng lực giết chết bảy người này đáng tiếc đối phương có hai người là đê giai huyền sĩ mặc dù hắn có bản lĩnh vượt cấp chiến đấu nhưng mà tạm thời còn chưa có năng lực đồng thời giết chết hai gã đê giai huyền sĩ hắn đánh giá thực lực của mình quá cao rồi hiện tại tiếp tục đánh cũng không có ý nghĩa ngược lại đến khi chính mình kiệt lực nói không chừng còn muốn bị đối phương cắn ngược lại một cái lăng tiếu buông tha cho tiến công ưng tam đồng thời tránh ra khỏi ưng đại tập sát trong lòng không khỏi thầm hô nếu là độc ưng hiện tại đột phá thành công thì thật tốt biết bao đại ca ngăn cản hắn hắn muốn chạy trốn rồi Ưng Tam đặc biệt cảnh giác, lúc này nhắc nhở Ưng Đại hét lên. Ưng Đại múa lên xong câu chắn ở phía trước Lăng Tiếu, từng đạo hỏa mang khiến cho Lăng Tiếu tránh trái tránh phải, trong lúc nhất thời không có cách nào nhanh chóng rời đi. Bên này, Ưng Tam rốt cục chịu đánh ra một chiêu cấm chiêu cường hãn nhất của mình. Chương 107, vào Lăng Nha cốc 1. Một cái trung giai huyền giả, nho nhỏ có thể đem thất huynh đệ chúng ta bước đến như thế này, người chết cũng không tiếc rồi. Ưng Tam ngưng tụ chiêu thức xong, cả khuôn mặt trở nên trắng bệch dọa người. Xong câu của hắn vung lên, từng đạo hỏa hỏa quang đan vòa thành một mảnh, tạo thành một tấm hỏa võng khổng lồ hướng Lăng Tiếu siết tới. Không hay rồi, Lăng Tiếu mệt mỏi ứng phó ưng đại, trong lúc nhất thời không có chú ý tới ưng tam lại còn có cường chiêu này, không khỏi kinh hô lên. Lần này Lăng Tiếu không có cách nào né tránh, chỉ đành phải nhanh chóng vận khởi kim cương ngũ biến quyết, quyết định trọi cứng với một chiêu này, chỉ bất quá sau khi tiếp xong chiêu này có thể trốn hay không như cũ là, không thể tính ra được. Tạp chủng, lúc này trốn không thoát đi ưng đại nghiến răng nghiến lợi mắng đang lúc hỏa võng muốn bao lấy lăng tiếu một đạo hỏa quang càng thêm diễm liệt trong nháy mắt lao đến hỏa võng kia trong nháy mắt bị vỡ thành hai nửa hỏa quang tản mắt ra tứ phía ai dám đả thương thiếu ra nhà ta một đạo kinh hãi chuyển đến một thân ảnh lướt tới bên cạnh lăng tiếu người tới chính là độc ưng vừa mới đột phá cao giai huyền sĩ giờ phút này toàn thân độc ưng tản ra một cỗ khí thế cường đại quanh thân từng vòng hồng sắc quang mang nhàn nhạt, nhạt có thể thấy được một thân tu vi đã đạt tới một tầng thứ khác cao hơn, trong độc nhãn kia lộ ra quang mang sắc bén, tựa hồ nhìn một cái là có thể trấn hám tại chỗ. Độc, độc ưng đại nhân, ưng đại thấy rõ người không khỏi kinh hô lên. Ưng tam ở không xa đồng dạng thấy rõ người, toàn thân mềm nhũn ngã trên mặt đất. Thiếu ra người không sao chứ. Độc ưng không đáp lại ưng đại, mà là quan tâm hỏi lăng tiếu. Lăng tiếu cảm thụ được khí tràng cường đại kia của độc ưng, biết hắn đã đột phá thành công, lúc này cười nói, bản thiếu gia không có chuyện gì, người tới vô cùng kịp thời, xem ra ngươi đã thuận lợi đột phá. Độc ưng hướng về phía lăng tiếu cong thân thể xuống 90 độ, chân thành nói, nhờ có thiếu gia thành toàn. Hiện tại, độc ưng là vui lòng phục tùng trung thành với lăng tiếu rồi, thực lực của lăng tiếu mặc dù không bằng hắn, nhưng mà lại có tiềm lực kinh người, lại có đầu óc cơ trí, quyết tâm sát phạt quyết đoán, quan trọng nhất là đối với thủ hạ vô cùng tín nhiệm và rộng lượng. Đây hết thảy đủ để cho độc ưng chân chính đi theo hắn cảm thấy đi theo thiếu gia đúng là quyết định anh danh nhất của cả đời hắn bởi vì thiếu gia đã nói huyền sĩ giai cũng không phải là điểm cuối của hắn lăng tiếu vỗ vỗ bả vai của độc ưng nói người đã đi theo ta ta cũng sẽ không bạc đãi ngươi tốt lắm trước giúp ta giết hai con tôm cá nhãi nhép này mẹ kiếp ngu ngốc ân tương cửu báo độc ưng nghe lời nói của lăng tiếu lúc này đi về phía ưng đại cùng ưng tam ưng đại nhưng mà biết rõ uy danh của độc ưng hắn không nghĩ tới độc ưng luôn luôn độc lai độc vãng lại có thể là người hầu của thiếu niên trước mắt này hai chân mềm nhũn lập tức đối với độc ưng cầu xin tha thứ nói độc ưng đại nhân tha mạng nguyên lai là mấy cái tiểu ưng các ngươi lại dám đắc tội thiếu gia chúng ta vậy ngươi liền đi đến diêm vương sám hối đi độc ưng một tay giơ kiếm liền hướng đầu của ưng đại chém tới ưng đại mặt xám như cho tàn nhắm mắt chờ chết hắn tự biết không phải là đối thủ của độc ưng phản kháng chỉ là tốn công vô ích dứt khoát nhận mệnh rồi như thế còn có thể được thống khoái chậm đã trước tha mạng chó của hắn ta có lời hỏi hắn đang ở lúc kiếm của độc ưng chém xuống đầu của ưng đại lăng tiếu lên tiếng ngăn cản nói ưng đại nghe thấy lời này giống như là thanh âm của lão thiên dễ nghe cực kỳ thiếu ra ngươi có cái gì cứ hỏi tiểu nhân biết là sẽ nói nói sẽ nói hết ưng đại trước khi gặp phải tử thần triệu hoán rốt cục hoàn toàn hỏng mất hướng lăng tiếu quỳ xuống cầu xin nói lăng tiếu châm biếm nhìn ưng đại nói sớm khách khí như vậy huynh đệ của ngươi cũng không cần phải tống mạng rồi bỗng nhiên một chút lại nói, ta hỏi ngươi, lăng gia đại tổng quản vì sao lại thu mua độc thảo. Ưng đại vội vàng nói, cái này tiểu nhân thật sự không biết. Thật không biết, lăng tiếu hai mắt nhìn thẳng ưng đại lần nữa hỏi. Ưng đại tâm thần chấn động, vội vàng khoát tay nói, tiểu nhân thật không biết, ta chỉ biết là lăng tổng quản gần đây một mực bí mật thu mua độc thảo. Hơn nữa giá trị so sánh với đê gia linh thảo bình thường thì cao hơn gấp 2, 3 lần, cho nên chúng ta mới đến đây tìm kiếm độc thảo. Lăng Tiếu nhìn thần sắc của ưng đại không giống như là lừa gạt người, trong lòng suy tư một chút, lại nói, vậy làm như thế nào cùng Lăng gia đại tổng quản tiến hành giao dịch? Ưng ừ đại nói, ngày 15 mỗi tháng, chỉ cần đem độc thảo đến Liễu Đình Hiên ở bên ngoài thành, nơi đó tự nhiên sẽ có người tiếp ưng, tiểu nhân chỉ biết là như vậy. Liễu Đình Hiên ở ngoài thành, Lăng Tiếu thầm nghĩ một chút, tiếp theo lại hỏi, ngươi là làm sao biết Lăng gia tổng quản thu mua cái này? Ưng ừ đại quệt một chút mồ hôi lạnh đáo, thời điểm tiểu nhân đi theo một cái huynh đệ lĩnh nhiệm vụ, vô ý nghe được lăng tiếu trầm ngâm một chút nói tốt lắm người có thể đi tạ ơn thiếu gia tha mạng tạ ơn thiếu gia tha mạng ưng đại quỳ xuống cảm ơn mấy câu như nhặt được đại xá ôm lấy ưng thất ở không xa cùng với ưng tam xoay người bỏ chạy lúc này lăng tiếu hướng về phía độc ưng làm ra một cái động tác giết độc ưng ngầm hiểu thân hình chợt lóe trong nháy mắt đuổi theo ưng đại cùng ưng tam hỏa kiếm từ trên cao chém xuống một cái thời điểm ưng đại nhận thấy được nguy hiểm hắn cùng với ưng tam đã a à đầu một nơi thân một nơi rồi độc ưng phẳng phất giống như chưa từng làm chuyện gì lập tức lại đi tới bên người lăng tiếu lăng tiếu hướng về phía độc ưng nói thu hồi vũ khí của bọn hắn lại thấy bọn hắn có vật gì tốt toàn bộ thu hết nhớ kỹ đem độc thảo của bọn họ đều lấy đi độc ưng gật đầu y theo phân phó của lăng tiếu đối với thi thể trên mặt đất bắt đầu lục soát lăng tiếu ngẩng đầu nhìn thương khung trong lòng suy nghĩ phập phồng lăng trùng sẽ không vô duyên vô cớ thu mua độc thảo chẳng lẽ muốn độc chết ra ra lăng thương của hắn? Điều này hiển nhiên là không thể nào, độc dược bình thường đối với võ giả cường đại sẽ không tạo thành quá nhiều thương tổn, cho dù độc tính rất mạnh vậy thì ra ra của hắn hẳn là có thể phát hiện ra được, hoặc là có giải độc đan. Vậy tại sao lăng trùng muốn thu mua nhưng đê giai độc thảo này? Lăng tiếu trăm mối vẫn không có cách giải, nhưng mà hắn mơ hồ cảm thấy trong chuyện này nhất định có âm mưu. Hai lão gia hỏa này, ta không biết các ngươi muốn đánh cái chủ ý gì, nhưng là ta sẽ không để cho các ngươi vừa lòng đẹp ý trong mắt lăng tiếu hiện lên lệ mang lẩm bẩm nói chương 108, vào lăng nha cốc sau khi độc ưng đem chiến lợi phẩm thu hết lăng tiếu trở lại động khẩu bế quan mà độc ưng đột phá cao giai huyền sĩ hắn muốn hiện tại đột phá đến cao giai huyền giả thông qua một trận chiến vừa rồi huyền lực của lăng tiếu không còn tân lực tái sinh huyền lực rất nhiên nhiên đạt đến bình cảnh hắn biết giờ phút này chính là thời cơ đột phá tốt nhất sau khi bàn giao tốt cho độc ưng lăng tiếu chui vào trong cửa động ngồi xuống thu liễm toàn bộ khí tức chuyên chú dẫn đạo huyền lực, khiến cho trạng thái của mình đạt tới tốt nhất, chính là lúc đột phá. Một đêm qua đi rất nhanh. Tờ mờ sáng ngày mới, một cỗ khí tức cường đại từ bên trong động truyền ra ngoài. Độc ưng ở ngoài động thủ hộ sừng sốt một chút, sau đó hướng về phía cửa động cung kính nói, chúc mừng thiếu gia đột phá thành công. Lăng tiếu từ cửa động chậm rãi đi ra, toàn thân lưu động một cỗ khí chẳng vô hình khiến người tâm sinh cảm giác bị áp bách, một đôi mắt hổ lộ ra vẻ càng thêm sáng ngời, khí chất cũng tăng lên một tầng, Lăng Tiếu mở ra hai tay đánh giá chính mình, cảm thụ được tự thân lực lượng cường đại, trong lòng thầm nghĩ nói, hiện nay đê giai huyền sĩ hẳn là không đủ gây sợ, cho dù gặp phải trung giai huyền sĩ cũng có sức đánh một trận rồi. Sau khi ăn một ít thịt linh thú sấy khô xong, Lăng Tiếu mở miệng nói với Độc Ưng, "Độc Ưng, đợi lát nữa ngươi lập tức trở về Vẫn Thạch Thành giúp ta làm một chuyện." "Vậy thiếu gia ngươi thì sao?" Độc Ưng không hiểu hỏi, "Ta còn muốn ở sơn mạch ngốc một thời gian ngắn." Lăng Tiếu đáp, "Đây, Độc ưng phiền muộn nhìn lăng tiếu muốn nói lại thôi. Lăng tiếu tựa hồ xem thấy tâm tư của độc ưng, vắt tay nói, không cần lo lắng cho ta. Linh thú ở chỗ này có thể lưu lại bổn thiếu gia không nhiều lắm, ngươi cứ việc giúp ta làm tốt chuyện này là được. Độc ưng biết thiếu gia bản lĩnh lớn, hiện tại lại đột phá đến cao giai huyền giả, tự vệ hẳn là không thành vấn đề, lúc này gật đầu nói, thỉnh thiếu gia phân phó. Tiếp theo, lăng tiếu nghiêm túc nói, ngươi cầm lấy lệnh bài chấp sự của ta đến nội viện gia tộc tìm gia gia của ta, đem chuyện tình lăng trùng thu mua độc thảo nói cho hắn biết, thuận tiện để cho hắn phái người tra xét một chút động tĩnh của Liễu Đình Hiên, để cho hắn cần phải đề phong hai lão gia hỏa muốn đoạt vị này, còn có giúp ta nói cho lão thái gia một tiếng, ta rất nhanh sẽ trở về, để cho hắn không cần lo lắng, hai gốc hắc linh chi này ngươi giúp ta giao cho phụ thân đại nhân, những thứ vũ khí cùng linh thảo cấp thấp có được kia đều cầm đi bán đi, giữ lại cũng vô dụng. Vâng thiếu gia, độc ưng nhất định thuận lợi đem lời truyền đến. Độc ưng đáp không còn có giúp ta bảo vệ tốt an toàn của vũ tích cứ như vậy đi ngươi nhanh chóng về đi nhớ kỹ chuyện này ngàn vạn không thể để cho bất luận kẻ nào biết lăng tiếu phân phó một câu cuối cùng liền để cho độc ưng rời đi độc ưng khom người một chút đang muốn xoay người rời đi lăng tiếu đột nhiên gọi hắn lại thiếu ra còn có chuyện gì phân phó lang nha cốc ở đâu lăng tiếu hỏi độc ưng không chút nghĩ ngợi chỉ vào một cái phương hướng nói cứ đi như vậy ước chừng nửa ngày sẽ đến nơi đó thường có lang quần lui tới thiếu ra người muốn đi mà nói nhất định phải cẩn thận ừ người có thể trở về lăng tiếu gật đầu nói sau khi độc ưng rời đi lăng tiếu đổi một bộ võ phục lấy được từ trên người thất ưng sau đó hướng lăng nha cốc lao đi lăng tiếu triển khai tốc độ nhanh nhất càng không ngừng lướt qua cỏ dại tùng lâm thức tỉnh không ít đê dài linh thú nhưng mà bọn họ chỉ cảm thấy một trận gió thổi qua bình thường lại không cảm thấy có bất kỳ dị trạng gì lại lần nữa lâm vào ngủ say tốc độ này hẳn là so với trung giai huyền sĩ thì nhanh hơn mấy phần có thể so với cao giai huyền sĩ rồi chỉ cần không gặp phải võ giả phong thuộc tính ai cũng đừng nghĩ lưu ta lại lăng tiếu một bên chạy về phía trước một bên tự tin nói nửa ngày sau lăng tiếu đi tới một chỗ sơn cốc người vừa mới đi tới gần liền từ trong sơn cốc chuyển đến từng đợt lang khiếu tới chỗ này rồi ta biết là nên đi như thế nào rồi bất quá trước tiên chuẩn bị chút thịt sói nếm thử rồi hãy nói lăng tiếu nhìn sơn cốc trước mắt lẩm bẩm nói sau đó cất bước hướng bên trong sơn cốc đi vào. Lăng tiếu mới vừa đi vào trong đó, trong cỏ dại liền toát ra vài đôi hàn măng âm sâu. Lăng tiếu lập tức cảnh giác lên, bất quá hắn cũng không nóng nảy, mà là tiếp tục đi về phía trước. Đi không bao xa liền thấy trên mặt đất có một ít quần áo phế phẩm cùng với tàn chi, của con người, xem ra có người bị linh thú tập kích rồi. Chuyện như vậy ở trong sơn mạch thường xuyên phát sinh. Không phải là người giết linh thú thì chính là linh thú ăn thịt người, đây chính là pháp tắc sinh tồn trong rừng, đang ở lúc Lăng Tiếu đi vào chỗ sâu, tụ tập ở phía sau hắn đã có hơn 10 đạo hàn mang rồi. "Ngao!" Một đạo tiếng lang khiếu vang lên, một con sói dẫn đầu từ một bên hướng Lăng Tiếu đánh tới. Lăng Tiếu chợt hiện lên một đạo cười lạnh, trở tay một kiếm, lam quang hiện ra, con sói đánh tới kia lập tức bị chém thành hai nửa. Sau đó ở phía sau Lăng Tiếu, kế tiếp tràn vào mấy mấy con nhất giai trung cấp phong lang, mỗi một con đều dài gần hai thước, đều là thị huyết hung mang hiện ra răng nanh âm u từng bước từng bước tiến về phía lăng tiếu không thể bởi vì mới vừa rồi đồng bạn bị giết mà luống cuống nếu như cao gia huyền giả bình thường gặp phải nhiều phong lang như vậy quả thật khó thoát khỏi cái chết nhưng mà bọn chúng tìm tới chính là lăng tiếu như vậy chỉ có phần bị giết lăng tiếu một đao một kiếm ở trên liếm một chút đầu lưỡi nói vừa lúc để cho ta tới luyện tay một chút tiếp theo lăng tiếu không đợi phong lang đánh tới tự mình liền huy vũ đao kiếm hướng phong lang giết tới phong lang cũng là bị kích lên hung tính rồi vài đầu phong lang phía trước nhất mở lớn miệng máu hướng lăng tiếu táp tới tới tốt lăng tiếu hét lớn một tiếng lam tinh kiếm trong tay run lên đánh ra vô số kiếm quang trói mắt lóe sáng phốc 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 nhất thời vài đầu phong lang đi lên liền bị một kiếm mất mạng lại có vài đầu phong lang không sợ sinh tử hướng lăng tiếu đánh tới lợi chảo lóe ra khí thức âm sâu chỉ cần bị chảo đến sẽ phải mất đi một khối thịt lớn thậm chí vứt bỏ tính mạng lăng tiếu chiến ý dâng cao múa lên đao kiếm kích khởi từng tầng bụi đất, hướng về chút ít phong lang kia tập quyển mà đi. Mỗi một con phong lang đều chưa chạm được vào y phục của lăng tiếu, liền bị kiếm quang chém đứt đầu hoặc đâm xuyên qua thân thể. Trước sau không tới một khắc đồng hồ, trên mặt đất liền nhiều hơn thi thể mười mấy đầu phong lang, vết máu loang lổ, chỉ có lăng tiếu không nhiễm một hạt bụi, tay áo bồng bềnh. Chương 109, Bách lang triều bái, lang vương đản. Nhất giai trung cấp phong lang toàn thân giá trị không lớn, nhưng mà đối với mạo hiểm giả bình thường mà nói coi như là một bút tiểu tài phú, hơn nữa nhiều phong lang như vậy cộng dồn lại, thu vào cũng không nhỏ. Nhưng mà Lăng Tiếu đối với cái này không có chút nào hứng thú, bọc đồ của hắn cũng không phải là rất lớn, có thể chứa đựng cũng có hạn, dĩ nhiên muốn lưu lại để chứa đựng những vật có giá trị. Lăng Tiếu khiêng một con phong lang, tìm một chỗ dễ thủ khó công, nổi lửa lên, chuẩn bị nướng thịt sói ăn. Sau khi ăn thịt sói, Lăng Tiếu có chút bất mãn nói, thịt của đê gia linh thú huyền lực thật ít, đã ăn vài cân rồi lại chỉ hấp thu được vài tia huyền lực, thật là không thú vị. Sau khi đi vào sơn mạch, Lăng Tiếu một mực ăn thịt linh thú. Thông qua khoảng thời gian này rất ơ rõ, ăn thịt linh thú có cấp bậc càng thấp thì huyền lực hấp thu đến càng ít, ăn thịt linh thú có cấp bậc càng cao thì huyền lực hấp thu đến càng nhiều. Sau khi nghỉ ngơi một lát, Lăng Tiếu tiếp tục lên đường. Trên đường đi lại gặp được vài con phong lang, dĩ nhiên toàn bộ đều chết ở dưới đao kiếm của hắn trong đó chỉ gặp được hai con nhất giai cao cấp phong lang. Trước khi vào đêm, Lăng Tiếu đã đến trong lòng núi Lang Nha Cốc. Sau khi Lăng Tiếu ăn thịt của cao cấp phong lang, đi tới một gốc cây mười mấy người ôm mới hết ở trên cây nghỉ ngơi. Đây cũng là vì phòng ngừa lúc nghỉ ngơi bị linh thú tập kích, trên tàng cây so sánh với trên mặt đất thì an toàn hơn một chút. Lăng Tiếu ngồi ở trên cành cây lớn nhất, mới vừa đột phá cao giai huyền sĩ, hắn phải nhanh một chút đem tu vi củng cố mới được. Ngao! O! Ngao! Oh, oh, oh. Nửa đêm, Lăng Tiếu bị từng đợt tiếng phong lang khiếu làm thức tỉnh. Mẹ kiếp, những con sói này ăn xuân dược rồi, nửa đêm cũng kêu không ngừng. Còn để cho người ta ngủ hay không? Lăng Tiếu tâm thần bị nhiễu, cũng đã không thể an tâm đả tọa, không khỏi mở mắt mắng. Không có việc gì làm, Lăng Tiếu lại móc ra thịt sói bắt đầu ăn. Mới vừa ăn vài miếng, Lăng Tiếu nhìn dưới tàng cây, không khỏi mở to hai mắt, sắc mặt trở nên kinh hãi. Ta dựa vào, đây, nhiều phong lang như vậy đây là chuyện gì xảy ra, lăng tiếu nằm ở trên cành cây của đại thụ chọc trời, nhìn phía dưới tàng cây có hơn 500 đầu cao cấp phong lang, thần sắc thay đổi vài lần. Nhiều phong lang như vậy chỉ sợ huyền sĩ giai đều chỉ phải nhìn thấy rồi chạy mà thôi. Không phải là tới tìm ta tính sổ đi, lăng tiếu trong lòng phiền muộn nghĩ tới. Lăng tiếu đã khởi lên toàn bộ tinh thần, đang chuẩn bị từ đại thụ mộc tháo chạy. Bỗng nhiên hơn 500 đầu nhất giai cao cấp phong lang tách ra một con đường, từ giữa lối đi chậm rãi đi ra 8 con phong lang trưởng thành gần 3 thước tám con phong lang này thần tình cao ngạo, hung nha lộ ra, cao lớn uy mãnh, một cỗ khí thế bề trên để cho hơn 500 con nhất giai cao cấp phong lang, phủ phục trên mặt đất, giống như là hạ nhân cung kính khi nhìn thấy tướng quân. Tám con phong lang này cư nhiên đều có thực lực không thấp hơn nhị giai đề cấp, thực lực có thể so với võ giả nhân loại đê giai huyền sĩ, còn có ba con có thực lực nhị giai trung cấp. Đội hình này vô luận để vào chỗ nào đều là tương đối đáng sợ, dòng binh đoàn bình thường gặp phải cũng chỉ đành bị phanh thây mà thôi. Tám con phong lang xếp thành một hàng, lại ngừng đầu lên trời trường khiếu. Ngao ô, tiếng trường khiếu liên miên, cao giọng khiến cho phi cầm tẩu thú cấp thấp ở phụ cận sự hãi chạy tán loạn không ngừng. Ngay, cả một chút tiểu dòng binh đoàn cùng mạo hiểm giả đều sợ hãi. Đây là chuyện gì xảy ra? Nhiều thanh âm lang khiếu như vậy. Tối nay trăng tròn, chẳng lẽ có lang nhân hóa hình? Đoán mò cái gì, đây nhất định là Bách Lang Triều Bái, Lang Vương Đản Sinh. Bách Lang Triều Bái, Lang Vương Đản Sinh cái này ngươi như thế nào khẳng định ta từng ở trên một bản cổ tịch xem qua trước kia từng có người gặp phải tình huống này theo ghi lại giữa chúng lăng quần một khi có một con sói đứng đầu thành cao cấp lang thú lại chia thắng nhiều con sói khác liền được tôn sùng là lang vương mà tình huống như thế sẽ triệu tập tất cả lang tộc tới đây chứng kiến lang vương thượng vị nghe nói trước kia người đó liền gặp phải hơn vạn con sói tụ tập chứng kiến lang vương đản sinh đây liền xưng là vạn lang triều bái lang vương đản sinh bất quá bên ngoài sơn mạch sẽ không có nhiều sói như vậy nhiều nhất hai ba nghìn con, hơn nữa cấp bậc không cao, tin tưởng đẳng cấp của con lang vương này cũng sẽ không quá cao. thì ra là như vậy, vậy chúng ta có muốn hay không đi qua xem một chút? người muốn chết thì hãy đi đi, ngu ngốc. sau khi bát đại lang đầu đến, giữa lối đi lại chậm rãi đi ra một con phong lang, có màu sắc không đồng dạng với những con phong lang khác. con phong lang này đồng dạng dài ba thước, uy mãnh cường tráng, thần phong tuấn lãng, nó một thân lông sói màu vàng như châm khúc đồng dạng với phong lang khác càng lộ vẻ như là vua của loài sói, lộ ra đại thế hoàng giả khí phách, răng nanh bén nhọn kia, hai mắt âm sâu, không một cái là không lộ ra được vẻ hung hãn cùng cường đại của nó. Kim sắc phong lang đi vào trung ương nhất, nhìn lang quần bốn phía phủ phục trên mặt đất, cao cao dương lên lang đầu lộ ra khí khái bễ nghệ thiên hạ, ngạo thị lang quần. Chỉ có tám con phong lang nhị dai thực lực kia mắt lộ ra hung quang bất phẫn, chân trước cũng đang không ngừng cào trên mặt đất, một bộ chiến ý mười phần. Kim sắc phong lang nhìn lướt qua tám con phong lang kia, trong con mắt lộ ra khinh thường nồng đậm tiếp đó ngẩng đầu lên trời lại là một tiếng trường khiếu ngao ô lang thanh sụp sôi trời rung đất chuyển khí thế lại không kém gì thanh âm của tám con lang cùng khiếu tiếng khiếu thanh vừa mới dừng lại hai con nhị giai đề cấp phong lang nhanh chóng chụp một cái đi ra ngoài tốc độ nhanh đến kinh người trong nháy mắt liền đến trước mặt kim sắc phong lang hai cái chân trước từ phương hướng bất đồng hung hăng hướng kim sắc phong lang chụp tới kim sắc phong lang run rẩy kim mau toàn thân một đoàn kim hoàng sắc quang mang tán phát mà ra, nó cũng bắt đầu động, tốc độ so với hai con phong lang kia càng nhanh hơn. Chỉ thấy nó trước tiên hướng tới con phong lang bên trái nghênh đón, một cái chảo trước xẹt qua một đạo kim sắc quang mang, cùng với chân trước của con phong lang kia cứng rắn đụng vào nhau. Ngao ô, con phong lang bên trái kêu thảm một tiếng, thân sói gần ba thước bị hung hăng đập bay ra, đánh thẳng lên trên cây đại thụ mới dừng lại, một ngụm lang huyết liền phun ra, bất quá nó vẫn có thể bỏ dậy được. Con phong lang bên phải nhân cơ hội chụp vào chỗ cổ của kim sắc phong lang, chỉ cần bị móng vuốt sắc bén kia bắt chúng, chỉ sợ kim sắc phong lang kia cũng không tốt được. Song con kim sắc phong lang này không phải là phong lang bình thường, phản ứng của nó cực nhanh, thân thể nhảy về một cái, một ngụm cắn lấy bụng của con phong lang này. Chương 110, Bách lang triều bái, lang vương đản. Con phong lang kia nhịn đau một chảo chụp tới, chính là đả pháp lưỡng bại câu thương. Nhưng mà một chảo của nó, nhưng không tạo thành bao nhiêu thương tổn đối với kim sắc phong lang liền bị kim sắc phong lang cắn một cái một khối thịt sói ngạnh xinh xinh bị cắn xuống vết thương chảy máu đầm đìa lộ ra vẻ cực kỳ đáng sợ dữ tợn con phong lang kia đau đớn liên tiếp lùi về phía sau nhưng mà kim sắc phong lang lại không chịu bỏ qua trong nháy mắt nhào tới một chảo lại đem con phong lang kia đánh bay mà con phong lang mới bò dậy kia không khỏi khiếp đảm lại không dám đi lên ngược lại liên tiếp lùi về phía sau Kim Sắc Phong Lang đối với cái này vẫn không hài lòng, lần nữa truy kích mà lên, dùng lăng đầu hung hăng đụng vào con phong lang khiếp đảm kia, con phong lang kia giống như một viên đạn pháo lại bay ra ngoài. Lúc này, Kim Sắc Phong Lang mới hài lòng ngửa mặt lên trời trường khiếu. Hơn 500 đầu lang quần ở phụ cận nhìn Kim Sắc Phong Lang, lộ ra vẻ kính sợ thật sâu. Đúng lúc này, lại có ba con đề cấp phong lang hướng Kim Sắc Phong Lang đánh tới. Ba con đề cấp phong lang, này rõ ràng nếu so với hai con vừa rồi thì phải mạnh hơn một chút phương diện tốc độ cũng nhanh hơn rất nhiều EUF, thực lực đoán chừng đã là nhị giai đề cấp đỉnh phong rồi, chỉ cần thời gian đầy đủ, đột phá trở thành nhị giai trung cấp không là vấn đề. Kim sắc phong lang chiến ý dâng trào, kim mau toàn thân từng cái dâng lên, răng nanh hoàn toàn lộ ra, nghênh đón ba con phong lang kia mà lên. Bốn con sói lan lộn ở trong đại chiến, đáng tiếc ba con đề cấp phong lang cùng kim sắc phong lang tranh lệch quá lớn, đối với kim sắc phong lang không có tạo thành bao nhiêu thương tổn đã bị kim sắc phong lang cắn cho toàn thân thương tích không dám tái chiến ba con nhị giai trung cấp phong lang khác rốt cục cũng gia nhập vòng chiến ba con nhị giai trung cấp phong lang này thực lực so với mấy con phong lang trước cường hãn hơn rất nhiều cùng nhau vây công khiến cho kim sắc phong lang nhiều lần bị cắn thương hoặc chảo thương kim sắc phong lang bị một con trung cấp phong lang trong đó chảo một khối thịt lớn nó còn lấy một ngụm kéo một khối thịt lớn của đối phương hai con trung cấp phong lang khác nhân cơ hội mà lên tạo thành tiểu vòng vây cùng nhau tê chiến Ngao ô, Kim Sắc Phong Lang Vương giả Chi Uy bị khiêu khích, sau khi đem một con trong đó đánh lui lại, lùi về phía sau mấy bước trưởng khiếu một tiếng. Bỗng nhiên ở trên người nó xuất hiện biến hóa kinh người. Da lông giữa đầu sói kia chậm rãi tách ra, dần dần lộ ra con mắt thứ ba, con mắt soi này so sánh với hai con mắt khác càng lộ vẻ âm sâu đáng sợ, cả con Kim Sắc Phong Lang lộ ra vẻ cực kỳ quỷ ý, trong lúc nhất thời ba con trung cấp Phong Lang đều lộ ra khiếp đảm chí, năm con đê cấp Phong Lang Mới vừa rồi cùng toàn bộ nhất giai phong lang liền toàn bộ phủ phục trên mặt đất, không hề nhúc nhích, chỉ là ngẩng đầu nhìn con kim sắc phong lang kia. "Ta dựa vào, đây, đây là chuyện gì xảy ra?" Lại là Tam Nhãn phong lang cực kỳ hiếm thấy, không, hẳn là biến dị Tam Nhãn phong lang. Lăng Tiếu ở trên cây đồng dạng phát hiện biến hóa của kim sắc phong lang, không khỏi ở trong lòng thán một tiếng. Lăng Tiếu ngay từ lúc ở Lăng gia nội viện xem rất nhiều kiến thức về đại lục này, về phương diện linh thú lại càng nhiều hơn nhìn một cái liền biết con phong lang ở trước mắt này cùng những con khác bất đồng. Có thể có được con phong lang này làm thú cưỡi liền sảng khoái rồi, ai, thật là đáng tiếc, nội tâm lăng tiếu lập tức sinh ra khát vọng. Cường đại, hy vọng bắt được con biến dị tam nhãn phong lang này, chỉ là hắn cũng biết chính mình thực lực có hạn, chỉ sợ còn chưa hàng phục được nó đã bị nó phân thây rồi. Một con trung cấp phong lang trong đó hống lên một tiếng, ba con phong lang lần nữa cùng liên thủ. Đột nhiên con mắt thứ ba của kim sắc phong lang lóe ra một đạo quang đoàn trói mắt, đánh thẳng vào ba con trung cấp phong lang. Ba con trung cấp phong lang vừa tiếp xúc với quang đoàn, thân thể cư nhiên dừng lại, đôi mắt hung ác kia cũng trở nên tan rã, một thân khí thế cùng ý chí chiến đấu phẳng phất ở trong nháy mắt liền biến mất rồi. Kim sắc phong lang bắt lấy cơ hội này, nhào tới ba con trung cấp phong lang kia cắn xé. Ngay sau đó chỉ nghe được tiếng tê hống của ba con trung cấp phong lang kia, trong thanh âm tự hồ truyền đến tin tức cầu xin tha thứ. Sau một hồi, kim sắc phong lang ngừng công kích, con mắt thứ ba lần nữa khép lại, tựa như cho tới bây giờ đều chưa xuất hiện qua. Kim sắc phong lang trưởng khiếu một tiếng, tiếp theo tất cả phong lang đều trưởng khiếu lên. Trong lang nha cốc tất cả phong lang đều phủ phục trên mặt đất, thấp giọng trường minh, vẻ mặt rất là hưng phấn, chúc mừng. Vạn lang triều bái, lang vương đản sinh, sau khi kim sắc lang vương thu con mắt thứ ba về, dần dần yếu ớt ngã trên mặt đất, tựa hồ một kích mới vừa rồi kia đã rút đi tất cả lực lượng của nó. Tám con nhị giai phong lang kia cũng đem thân thể bị thương lên, đi tới trước người Kim Sắc Lăng Vương, hướng về miệng vết thương của nó không ngừng liếm, Kim Sắc Lăng Vương thấp giọng kêu lên một tiếng đáp lại cái gì đó. Sau một lát, Kim Sắc Lăng Vương chậm rãi đứng lên hống một tiếng, hơn 500 con nhất giai cao cấp Phong Lang từ từ thối lui. Trong chàng chỉ còn lại 8 con nhị giai Phong Lang cùng con Kim Sắc Lăng Vương kia. 9 con Phong Lang tựa hồ đang giao lưu cái gì, cũng đang không ngừng gầm nhẹ, qua một lúc lâu 8 con Phong Lang kia cũng vô cùng không muốn rời đi khỏi con Kim Sắc Lăng Vương kia trời cũng giúp ta lăng tiếu ở trên cây thấy tình huống này không khỏi thở nhẹ khi tất cả phong lang đều rời đi kim sắc phong lang hứng chỗ sâu lăng nha cốc chậm rãi đi tới bóng sói kéo dài lộ ra vẻ cực kỳ cô tịch trở thành người đứng đầu chúng lang mặc dù có thể hiệu triệu lang quần nhưng mà lại không thể cùng với những con sói khác kết lại thành quần ở chung một chỗ thân phận của nó không giống lúc trước trừ lang phi của nó ra bình thời cũng sẽ không có con sói nào làm bạn bản thân sói liền là một loại linh thú cực kỳ cao ngạo đây chú định là một con đường thành vương cô tịch kim sắc lăng vương trải qua luân phiên đại chiến đã hao hết thể năng ngay cả năng lực nhìn rõ cũng kém đi rất nhiều căn bản không biết ở trên đại thụ phía sau lại có một thân ảnh đại thụ một gốc tiếp một gốc lăng tiếu liền liên tục nhảy một mực đuổi theo kim sắc lăng vương đi tới trước lăng động của nó mắt thấy kim sắc lăng vương muốn vào trong đó lăng tiếu giống như đại bàng dương cánh hướng kim sắc lăng vương nhanh chóng đuổi theo lúc này kim sắc lăng vương có cảnh giác lập tức quay đầu lại, lộ ra răng nhanh hung ác cảnh giác. Lăng Tiếu không dám sơ suất, vừa lên tới chính là sử dụng đao chiêu, ngưng tụ tất cả huyền lực của hắn, đao mang khổng lồ hướng Kim Sắc Lăng Vương chém tới. Chương 111, hàng phục lang Vương 1. Kim Sắc Lăng Vương tránh không kịp, thân thể khổng lồ bị chém một đao, thân thể lui về phía sau mấy bước, lộ ra vết đao chảy máu đầm đài thấy cả xương. Lăng Tiếu đơn đao chỉ vào Kim Sắc Lăng Vương lạnh lùng nói, thần phục ta hoặc chết đối mặt với nhân loại đột nhiên xuất hiện thân là kim sắc lăng vương của phong lang không có lộ ra vẻ khiếp đảm ngược lại mở ra cái miệng máu lớn như cái khay lộ ra đôi răng nanh dữ tợn sắc bén phi thẳng đến lăng tiếu bổ tới sau khi kim sắc lăng vương đại chiến tám con nhị giai phong lang thân thể là thời điểm suy yếu nhất tốc độ rõ ràng so với mới vừa rồi muốn giảm xuống rất nhiều lăng tiếu cười nói xem ra không để cho ngươi chút giáo huấn ngươi là không biết nên lựa chọn như thế nào rồi lăng tiếu từ khi nhìn ra con kim sắc lăng vương này chính là tam nhãn phong lăng biến dị, tương lai có thể trưởng thành đến lăng vương đẳng cấp cao đáng sợ, đối với hắn mà nói tuyệt đối là một cái đại trợ lực, nội tâm của hắn từ trước đến giờ chưa từng có khát vọng đánh bại con kim sắc lăng vương, này để làm tọa kỵ như bây giờ. Hôm nay con kim sắc phong lang này hẳn chỉ có thực lực mới vào nhị giai cao cấp, còn chưa đạt tới thời điểm tam giai linh trí sơ khai, nhưng mà lăng tiếu tin tưởng nó đã có được linh tính, chỉ cần thể hiện ra thực lực càng cường đại hơn đánh ngã nó, tuyệt đối có thể thu phục được giống như mấy ngày trước gặp hai con trung giai hắc hùng kia, chỉ cần xuất ra đầy đủ chân thành cũng có thể đạt được tín nhiệm của bọn chúng. Lăng Tiếu tự biết cứng đối cứng tuyệt đối không có khí lực lớn như con lang vương này, cho nên chỉ có ở trên tốc độ mà mưu lợi rồi. Hôm nay con lang vương này nếu không bị thương, có cho Lăng Tiếu 100 lá gan cũng không dám vuốt dâu nó, bởi vì bất kể là trên tốc độ hay lực lượng, Lăng Tiếu cùng lang vương này chênh lệch quá xa, mà hôm nay Lăng Tiếu chính là biết lúc này thân thể của lang vương là suy yếu nhất, giờ phút này không hạ nó, ngày sau chỉ sợ là không có cơ hội. Lăng Tiếu triển khai thân hình, né qua Lăng Vương nhào tới, trở tay dùng chuôi đao hướng thân sói chém tới. Ngao ô, Lăng Vương lần nữa bị công kích, chịu không nổi hống khiếu một tiếng. Nó chỉ cảm thấy uy nghiêm Lăng Vương của mình bị nhận lấy ô nhục, nhân loại đáng chết này lại dám bỏ đá xuống giếng. Lăng Vương điều chỉnh thân thể, mở ra miệng máu, một đạo kim sắc quang mang giống như sấm hướng Lăng Tiếu oanh tới. Ta dựa vào, còn uy mãnh như vậy. Lăng Tiếu quái khiếu một tiếng, Lăng không nhảy lên tránh khỏi oanh tạc, ngân quỷ huyết đao trong tay hướng vết thương trên người Lăng Vương không ngừng chém tới. Kim Sắc Phong Lang vừa mới trở thành Lăng Vương thật là xui xẻo a, à, mới vừa vận thuận lợi đoạt được vương vị, hiện giờ lại bị một cái nhân loại đáng chết thực lực thường thường chém lung tung, không khỏi khơi dậy hung tính nguyên thủy nhất của nó. Nó chống đỡ được một cái oanh đả, sau đó dùng lăng đầu trực tiếp đụng vào bộ ngực Lăng Tiếu. Nhất thời Lăng Tiếu tựa như đạn pháo bắn bay ra ngoài, trực tiếp đụng phải thân cây lớn mới dừng lại lang vương càng thông tuệ hơn người, thừa cơ lần nữa đánh tới, lợi chảo kiên quyết đánh thẳng vào trên mặt của Lăng tiếu. Mẹ kiếp, ngươi đây là ép ta đả thương ngươi. Lăng tiếu vừa mới bò dậy, liền thấy lợi chảo ngay mặt mà đến, không thể không nghiêm túc, trực tiếp dùng đao phong bổ tới. Phốc, lăng chảo bị lăng tiếu chém trúng, lăng tiếu lại bị chấn lui. Mấy bước mà lăng vương kia đau đớn thu lăng chảo về, càng không ngừng dùng đầu lưỡi liếm chân trước bị thương. Lăng tiếu thấy tình huống này thầm nghĩ, xem ra phải cho nó đổ máu nhiều một chút mới bằng lòng nghe lời quyết định chủ ý hắn cắt đảo lại rút ra Lam tinh kiếm thân thể nghiêng về phía trước mau lẹ kiếm quang đại thịnh kiếm lưu ngân vô số kiếm ảnh hướng lang vương tập quyền mà đi lang vương muốn lần nữa há miệng xuất ra công kích thuộc tính đáng tiếc mới vừa rồi mở ra con mắt thứ ba đã hao tổn tất cả năng lượng của nó lúc vừa rồi miễn cưỡng sử dụng một lần hiện tại lại không thể tiếp tục xuất ra thuộc tính công kích chỉ đành phải xoay người chạy trốn muốn chạy trốn không dễ dàng như vậy. Lăng Tiếu nhìn thấu ý đồ của Lăng Vương, tốc độ lại để thăng một phần. Kiếm Quang vẫn là đánh đến sau Lăng Vĩ, một đoạn Lăng Vĩ trực tiếp bị cắt đứt. Ô ô, ô Lăng Vương bị thương kêu lên. đúng lúc này, trong Lăng động lại chạy ra ba con phong lang, đi thẳng tới trước mặt Lăng Vương, càng không ngừng hướng tới chỗ Lăng Vương bị thương. nhìn một cái liền biết tam con phong lang này đoán chừng là Lăng Phi của Lăng Vương rồi. Ba con phong lang này dài chừng hơn 2 mét, thực lực hẳn chỉ là nhất giai cao cấp. Lăng Tiếu cũng không phải là rất sợ, nhưng mà hắn biết lại không tốc chiến tốc thắng, để cho Lăng Vương này gọi về nhiều lang quần hơn thì phiền toái. Không đợi ba con phong lang kia công kích tới, Lăng Tiếu chính là đoạt tấn công rồi. Lần An y ép Lăng Tiếu xuất thủ không lưu lại đường sống nào, trực tiếp hạ sát thủ. Ba con phong lang kia nhận thấy được nguy hiểm, vô cùng nhanh chóng tránh ra. Phong lang trời sinh liền có phong thuộc tính, tốc độ tự nhiên so với linh thú bình thường thì nhanh hơn nhiều lắm. Lăng Tiếu không chiếm được tiện nghi, không dám khinh thường, lần nữa rút ra ngân quỷ huyết đao, đao kiếm hợp bích, đánh ra một chiêu mạnh nhất, mà trước mình chính mình có thể sử dụng hướng Lang Vương đánh tới, đao vô ảnh, kiếm lưu ngân, Lang Vương vẫn đang liếm nỏ đoạn lang vĩ bị chặt đứt của nó, đối với loài sói mà nói đây là tượng trưng đắc ý nhất, tự ngạo nhất của nó, hôm nay bị chặt đứt, nó có thể không bi thương sao? Lang Vương không kịp phản ứng, ăn chọn một chiêu của Lang Tiếu, cả người bị oanh bay, kim mao trên người nhiều chỗ bị cắt đứt, Vết thương lại nhiều thêm mấy chục chỗ, ngã trên mặt đất không còn khí lực bò dậy. Lăng Tiếu cũng không quá tốt, hắn mặc dù đánh trúng Lăng Vương, đáng tiếc phía sau lại bị ba con phong lang chảo mấy cái, trên người mấy đạo vết thương hiện lên, máu tươi điên cuồng chảy ra không ngừng. Tê, Lăng Tiếu khuôn mặt vặn vẹo, không khỏi hít vào một ngụm lãnh khí, nếu không phải hắn tu luyện Kim Cương Ngũ Biến quyết đặc biệt có thể chịu đau mà nói, chỉ sợ hiện tại cũng muốn ngã xuống rồi. Ba con phong lang thấy Lăng Vương đang không ngừng thấp giọng kêu, đối với lăng tiếu lại càng hận cực kỳ, làn nữa đồng thời hướng lăng tiếu đánh tới, tự mình mở ra miệng máu dường như muốn ăn tươi hắn. Bản thiếu ra đưa các ngươi cùng lên đường. Lăng tiếu chịu đựng đau đớn, đào kiếm lần nữa xuất ra. Một ngân một lam, lưỡng sắc quang mang thẳng cắt vào trong miệng của ba con phong lang. Phốc phốc phốc, ba con phong lang đều bị lăng tiếu một đao một kiếm chém đầu mà chết. Lăng tiếu cũng không nhìn ba con phong lang đã chết một cái, vội vàng nuốt hai khỏa đan dược, sau đó xảy bước hướng lăng vương đi tới. Chương 112, Hàng phục Lang Vương 2. Lang Vương toàn thân là vết thương, vết máu cũng chảy xuôi trên thân thể nó, mặc dù là như thế, sau khi thấy Lăng Tiếu đi tới, như cũ trợn to hung mục, trong ánh mắt lộ ra không cam lòng nồng đậm, tựa hồ đang nói, nếu không phải ta bị thương, ta làm sao sẽ bị ngươi nhân loại đáng chết này gây thương tích. Hàng phục ta hoặc chết, Lăng Tiếu lần nữa đi tới trước mặt Lăng Tiếu lạnh lùng nói. Lăng Vương thấp giọng kêu một tiếng, sau đó muốn đứng dậy phản kích, đáng tiếc sau khi đứng lên một chút lại nặng nề ngã, xuống xem ra ngươi còn muốn chịu chút đau khổ mới được. Lăng tiếu nói một câu, hảo hảo thu về đau kiếm, vung song quyền hướng vết thương trên người lăng tiếu đánh xuống. Ngươi hàng hay không hàng? Ngươi hàng hay không hàng? Lang vương bi kịch A, vết thương trên người nó còn đang chảy máu, lại càng không ngừng gặp phải oanh kích, thân thể càng không ngừng dãy ruộng, trong miệng càng không ngừng kêu thảm. Ô, ô, lăng tiếu ước chừng đánh một lúc lâu mới dừng lại, lần nữa nhìn chằm chằm vào lăng vương hỏi ngươi hàng hay không hàng phục ta lần này lăng vương dứt khoát nhắm mắt lại tựa hồ đang nói cho lăng tiếu muốn ta đầu hàng không bằng để cho ta chết tốt có cốt khí lăng tiếu giơ ngón tay cái lên khen một tiếng sau đó rút ra lam tinh kiếm nói bản thiếu gia thành toàn ngươi cho ngươi nhận hình phạt thiên đao vạn quả mà chết ta xem ngươi có thể nhận được hay không dứt lời lăng tiếu một kiếm phất qua một khối thịt sói bay ra ngao ô Lăng Vương trong nháy mắt mở mắt ra, trong miệng phá ra tiếng hống khiếu thê thảm nhất. Song Lăng Tiếu không có nửa điểm thương hại, tiếp theo lại là một kiếm phát qua, lại là một khối thịt sói bay ra. Một cơ hội cuối cùng, hàng hay không hàng, Lăng Tiếu một kiếm cắm ở trước chân trước của Lăng Tiếu, hỏi một lần cuối cùng. Lăng Tiếu tự biết những linh thú này dã tính khó thuần, hơn nữa chưa đạt tới thực lực tam giai, linh trí chưa mở, chỉ sợ khó có thể lĩnh hội ý tứ của hắn, cho nên hắn cũng không có quá nhiều kiên nhẫn nói rông dài rồi, vạn nhất đưa tới lang quần công kích, hắn liền thảm, lần này lang vương không dám dơ lên cái đầu cao ngạo của nó, mà là lộ ra thần sắc khiếp đảm, miệng sói khẽ mở ra. Lang tiếu cho là lang vương này chuẩn bị một kích sắp chết, vừa muốn ra tay giết chết lang vương này. Bỗng nhiên hắn thấy lang vương thổ ra cũng không phải là quang mang công kích, mà là một viên thú đan lớn nhỏ cỡ nắm tay, óng ánh trong suốt. Đây, đây chính là linh thú thú đan trong truyền thuyết, nhưng mà không phải là chỉ có tam giai linh thú mới có thể ngưng kết sao. Lăng Tiếu lẳng lặng nhìn thú đan xoay tròn ở trước mặt hắn lầm bẩm tự nói. Căn cứ ghi chép, nhị giai linh thú bình thường tịnh không có thú đan, chỉ có đạt đến tam giai linh thú mới có thể ngưng kết thành thú đan. Sau khi thú đan ngưng kết chính là sơ khai linh trí, thông hiểu thiên địa thôn túc, để dễ dàng tu luyện hơn. Hôm nay con lăng vương, này vẻn vẹn chỉ là nhị giai cao cấp đã có thể ngưng kết thú đan, điều này có thể không để cho lăng tiếu kinh ngạc sao? Chẳng lẽ đầu tam nhãn phong lăng biến dị này là cao đẳng giai linh thú sao? lăng tiếu nghi hoặc thẩm nghĩ linh thú bình thường là tam giai mới có thú đan ngưng kết nhưng mà linh thú cũng chia thành nhiều loại có chút linh thú đẳng cấp cao tỉ như thần thú long phượng trong truyền thuyết những linh thú này sinh ra liền đã có thú đan những thứ này liền thuộc về linh thú đẳng cấp cao nhất so với linh thú bình thường muốn tiến hóa càng nhanh hơn trưởng thành cũng là cường đại nhất quản nó làm gì trước thu rồi hãy nói ánh mắt của lăng tiếu trở nên nóng rực cắn đầu ngón tay một giọt tinh huyết nhỏ lên trên thú đan của lang vương thu đan một khi nhiễm vào vết máu của nhân loại, con linh thú này liền cả đời liền đi theo nhân loại, trở thành nô thú trung thành nhất của nhân loại. Nếu như nhân loại này chết đi, linh thú đó cũng tuyệt đối không sống được, mà linh thú chết đi, đói với nhân loại lại không bị ảnh hưởng. Đây cũng là phương thức chủ tớ ký kết thường dùng nhất của linh huyền đại lục. Dĩ nhiên, ngày sau cảm tình của nhân loại với linh thú đã vô cùng tốt, cũng có thể thay linh thú giải trừ hiệp nghị này. Chỉ cần để cho linh thú lại phun ra thú đan, lại nhỏ thêm một giọt máu lên trên đó, triệt tiêu lẫn nhau, là có thể giải ký kết rồi. Sau khi lăng tiếu đem máu nhỏ lên thú đan, một cỗ cảm giác không hiểu liền nhập vào trong đầu, tự hồ chỉ ở trong nháy mắt liền cùng lang vương sinh ra quan hệ thân mật nào đó. Lang vương dần dần nuốt lại thú đan, mắt sói nhìn đến lăng tiếu không còn nửa điểm hung tính, có cũng chỉ là thần mang đáng thương nhân tính hóa. Chủ nhân tôn kính, trong đầu lăng tiếu lại xuất hiện một câu như vậy. Hắn đầu tiên là sợ hết hồn, sau đó hướng lăng vương nhìn lại hỏi là ngươi đang nói chuyện với ta phải không? Vâng chủ nhân, lang vương nhẹ gật đầu một cái ý niệm lần nữa truyền ra ta dựa vào quá ghê gớm rồi lại có thể vô tuyến trò chuyện lăng tiếu không khỏi vui mừng quái khiếu nói chủ nhân trước đừng cao húng lại không chữa thương cho ta ta sẽ chết a à, tiểu kim thân ái ngươi cần phải chịu đựng bản thiếu ra nhưng là thiên tân vạn khổ mới thu phục ngươi ngươi cần phải chịu đựng bản thiếu ra chữa thương cho ngươi ở giữa ngoại vi cùng nội vi của hoang tùng sơn mạch có chỗ giao tiếp từ phía trên quan sát xuống một đạo thâm uyên như thiên câu đem hai giới ngăn cách ra, phảng phất như là một đao, hoặc một kiếm uy lực khôn cùng của thượng cổ thần ma bổ ra mà thành, lộ ra vẻ cực kỳ đáng sợ thâm sâu. Trong một tòa sơn mạch ở ngoại vi gần thiên câu nhất, giữa rừng rậm tràn đầy mê vụ nồng đậm, một mảnh trắng xóa, phảng phất bị phủ thêm một cái sa y màu trắng, như nhân gian tiên cảnh, lộ ra vẻ cực kỳ thần thánh lại thần bí. Từ bên ngoài chợt nhìn, phần lớn mọi người sẽ bị sơn vụ mỹ lệ này mê hoặc nhưng mà dong binh cùng các mạo hiểm giả hiểu rõ sơn cốc này thì đối với chỗ này nhìn mà trùn bước sơn cốc này gọi là mê huyễn cốc kỳ thật đều bởi vì nơi này hàng năm tràn đầy sương mù để cho dong binh cùng mạo hiểm giả tiến vào trong sơn cốc thường thường đều không tìm được phương hướng đi ra cuối cùng tươi sống bị vây chết trong sơn cốc cho nên đặt tên là mê huyễn cốc có một câu nói vừa vào mê huyễn cốc cử tử nhất sinh vốn là mê huyễn cốc này hiếm có dấu vết người lui tới hôm nay dưới chân núi nhưng lại tràn vào không ít bóng người người cầm đầy mặc một bộ thanh sắc vệ giáp, tướng mạo tục tằng, vóc người cực kỳ hùng vĩ, khí chàng quanh thân cường đại, người này chính là đoàn trưởng thanh lang của thanh lang đoàn. Ở bên cạnh hắn đứng một gã hán tử gầy gò đầu tóc hỏa sắc, sau lưng cắm một cây giáo, toàn thân tảm ra khí tức nóng rực khi có khi không, khiến cho người ta không dám thân cận. Người này chính là hỏa lang một trong hai gã phó đoàn trưởng của thanh lang đoàn, thực lực gần với thanh lang nhất, ở trước đó không lâu vừa mới đột phá cao dai. Huyền sĩ, chương 113, Mê Huyễn Cốc 1. Ở phía sau hắn còn đi theo ba tên cao thủ huyền sĩ, giai có thực lực không tầm thường, một người trong đó rõ ràng chính là Kim Lang đã giao thủ cùng đám người Lăng Tiếu, hai người khác còn lại là đội trưởng hai đại phân đội của Thanh Lang đoàn, ở phía sau mấy người đi theo hơn 10 người khác, những người này ít nhất đều có thực lực là đê giai huyền giả. Thanh Lang đoàn là dòng binh đoàn lớn nhất ở Vẫn Thạch Thành, mấy tên cao thủ huyền sĩ giai, hơn 500 tên dòng binh đi theo, để cho bọn họ có thể có thực lực so với tiểu gia tộc bình thường, Xong hôm nay dòng binh đoàn cũng chỉ còn lại mười mấy người như vậy. Đây hết thảy đều là bí cảnh đồ dẫn dắt tới. Đầy tiên là Hắc Lang ngoài ý muốn vẫn lạc ở vị hương cư, Thanh Lang vì báo thù cho đệ đệ, xuất lĩnh đoàn vây công lãnh xà dòng binh đoàn có thực lực gần với bọn họ nhất. Mặc dù Thanh Lang đoàn cũng hủy diệt được hơn 200 dòng binh của lãnh xà đoàn, đáng tiếc cũng phải bỏ ra cái giá không nhỏ. Song hết thảy đây cũng không phải là thảm nhất, thảm nhất chính là trong đoàn tổn thất ba tên đê giai huyền sĩ, trừ Hắc Lang không được tính ra, Thổ Lang ngoài ý muốn vẫn lạc để cho Thanh Lang cảm thấy đau lòng, còn có một người còn lại là bị đoàn trưởng lãnh xà, của lãnh xà dòng binh đoàn giết chết, tên còn lại là ở trong nửa tháng này đuổi theo lãnh xà huynh muội, trên đường bị linh thú quần công mà chết, chính là bởi vì hy sinh của vị huynh đệ kia mới để cho bọn họ từ trong bầy linh thú công kích mà trốn thoát, cuối cùng chỉ còn lại có một đám người nhỏ như vậy rồi. Hỏa Lang, người xác định hai người bọn họ vào mê huyễn cốc?" Thanh Lang thần sắc lạnh lùng hỏi. Hỏa Lang ở bên cạnh đáp: đúng vậy, ngày hôm qua ta thấy tận mắt bọn họ vào mê huyễn cốc, mê huyễn cốc này sương mù trọng trọng, ta không dám xâm nhập, cho nên đợi đoàn trưởng tới định đoạt. Thanh Lang cho mày một chút, thần sắc sầu muộn nhìn sơn cốc tầng tầng sương mù này khiến cho hắn lâm vào trầm tư. Sau đó, hắn âm u nói, Kim Lang cùng những huynh đệ khác lưu lại, một khi phát hiện có người đến gần hoặc từ trong cốc đi ra lập tức giết không tha. Hỏa Lang cùng Vạn Trọng, Vạn khinh đội trưởng theo ta vào cốc. Vâng, mấy người ở sau lưng Thanh Lang cùng kêu lên đáp. Kim Lang bị lưu lại ngay từ đầu có chút buồn bực, nhưng mà sau khi đợi đám người Thanh Lang đi vào trong mê huyễn cốc thì dâng lên nụ cười nhàn nhạt, nhạt, nội tâm dâng lên dục vọng dã tâm bừng bừng, ở trong mê huyễn cốc, hai đạo thân ảnh chật vật đang cùng một con linh thú dây dưa. Nam chính là đoàn trưởng lãnh xà của lãnh xà Dòng binh đoàn, nữ chính là muội muội của hắn được xưng là mỹ nhân xà Vi đại nhi. Cùng bọn họ chiến đấu chính là một con nhị giai cao cấp xuyên sơn thú. Con xuyên sơn thú này thân hình cực ngắn, chỉ có hai thước, đầu hình mảnh dẹt, một cái miệng bén ngọn, thân thể cực kỳ mập mạp, thoạt nhìn cực kỳ kỳ dị, một thân hậu khải nặng nề, chồng chất lên nhau, giống như huyền thiết đao thương khó phá. Xuyên Sơn thú là một trong linh thú không chịu ảnh hưởng sương mù, bọn họ muốn rời đi mê huyễn cốc chỉ cần chạy trốn xuống mặt đất, từ trong lòng núi thông rong rời đi. Ở trong hoàn cảnh này, ngược lại là thuận tiện nhất để Xuyên Sơn thú đánh giết con mồi. Lãnh xà cùng Vi Đại Nhi hai người vừa vào mê huyễn cốc liền bị lạc bất phương hướng, ở trong sơn cốc này đưa tay không thấy được năm ngón, muốn tìm bất kỳ phương hướng nào đều là đặc biệt khó khăn. Bọn họ cũng không, muốn vào mê huyễn cốc này, nhưng mà phía sau có truy binh, phía trước lại có bí cảnh hấp dẫn, bởi vì chỉ cần xuyên qua mê huyễn cốc là có thể đến được chỗ của bí cảnh, cho nên bọn họ cũng là vạn bất đắc dĩ mới đi nước cờ hiểm, mang ý nghĩ cầu phú quý trong nguy hiểm tiến vào mê huyễn cốc. Đáng tiếc bọn họ vẫn đánh giá thấp hoàn cảnh ác liệt của mê huyễn cốc, trừ tầng tầng xương mù ra, còn có các loại linh thú hết lớp này tới lớp khác. Những linh thú này hàng năm sống ở trong mê huyễn cốc, đối với nơi này rõ như lòng bàn tay, qua lại tự nhiên, tựa hồ cũng không bị sương mù ảnh hưởng. Hôm nay xuyên sơn thú đánh lén bọn họ đã là con linh thú thứ sau công kích, lúc trước nếu không phải là lãnh xà thực lực cường hãn, chỉ sợ hai người đều táng mạng dưới hoàng tuyền rồi. Xuyên sơn thú phòng ngự kinh người, vũ khí nhị giai trung cấp trở xuống khó có thể tạo thành thương tổn đối với nó, nhưng mà lực công kích của nó cũng không coi là mạnh, lúc này mới cùng lãnh xà, huynh đệ chiến đấu nửa canh giờ mà vẫn không thể giết chết đối phương tiểu muội không nên công kích thân thể của nó công kích vào mắt của nó trải qua một phen đại chiến lãnh xa biết được muốn đánh nuôi con xuyên sơn thú này chỉ có chọc mù cặp mắt của nó bọn họ mới có thể thoát khỏi dây dưa của xuyên sơn thú hai người buông tha công kích vào thân thể xuyên sơn thú đổi thành hỏa viêm cường chiêu ngoại phóng chuyên hướng tới đôi mắt của xuyên sơn thú mà oanh đến quả nhiên sau khi xuyên sơn thú liên tục phát ra thổ hoàng sắc quang mang triệt tiêu công kích hai mắt bị hỏa mang đả thương, phải từ dưới đất tháo chạy. Vi Đại Nhi vừa thấy xuyên sơn thú bỏ chạy, lúc này hai chân mềm nhũn ngồi trên mặt đất, tay đẹp càng không ngừng vỗ vỗ ngực của mình thờ hào hển. Lãnh xa ở một bên cũng là mồ hôi đầm đìa, hắn đi tới trước mặt Vi Đại Nhi, một bà đỡ nàng dậy nói, tiểu muội trước đừng nghỉ ngơi. Xuyên sơn thú kia nói không chừng đang ở dưới chân chúng ta, thừa cơ đánh lén, chúng ta trước tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút. Vi Đại Nhi thuận lòng gật gật đầu, khó khăn đứng lên, sau đó tìm một gốc đại thụ nhảy lên, trốn ở trên cành cây nghỉ ngơi. Đang ở lúc tâm thần của hai người hết sức buông lỏng, lãnh xà thần sắc căng thẳng, chân mày cao lại, trường kiếm đột phá hướng Vi Đại Nhi đâm tới. Vi Đại Nhi thần sắc hốt hoảng, nàng còn tưởng đại ca muốn giết nàng, lúc này nhắm mắt chờ chết. Xong, nàng nhưng không có nhận được cảm giác đau đớn gì, lần nữa mở mắt ra lại phát hiện trường kiếm, trong tay hắn nhiều hơn một con trường xà thô to, bằng cánh tay. Lãnh xà phá vỡ bùng rắn, móc ra mật rắn, đưa tới trước mặt Vi Đại Nhi nói, tiểu muội là một gã rong binh hợp cách, ở bất cứ lúc nào cũng không thể thiếu cảnh giác, nhất là lúc chính mình suy yếu nhất, càng cần thời khắc cảnh giác, bằng không chúng ta là chết như thế nào cũng không biết. Vi Đại Nhi thở phào nhẹ nhõm, nhận lấy mật rắn nói, đại ca, ta biết rồi, nàng từ nhỏ cùng đại ca sống nương tựa lẫn nhau, đại ca từ nhỏ đối với nàng chiếu cố có thừa, còn thật không thể tin được đại ca sẽ giết nàng. Nguyên lại đại ca nàng là đang cứu nàng, trong lòng nàng đối với đại ca lại càng tràn đầy cảm kích. Vi Đại Nhi dùng thanh thủy rùa mật rắn một cái, sau đó trực tiếp nuốt vào trong bụng, một đoàn nhiệt lượng khiến cho nàng cảm thấy thoải mái, trạng thái cả người tốt hơn không ít. Chương 114, Mê Huyễn Cốc 2. Đại ca, thật, thật xin lỗi, nếu không phải ta mà nói, chúng ta cũng sẽ không như vậy. Vi Đại Nhi mắt đỏ lên nhàn nhạt nói với Lãnh Sa. Lãnh Sa cười nhạt nói, chuyện đã tới nước này, nhiều lời vô ích, chúng ta nhất định phải tìm được bí cảnh, chờ lúc chúng ta đi ra ngoài chính là ngày mà thanh lang đoàn bị tiêu diệt trong đôi mắt lãnh xả hiện lên hung mang thị huyết một cỗ phục thù chi hỏa đang hừng hực thiêu đốt trong lòng hắn vì đại nhi nặng nề gật đầu nói đại ca nói không sai chúng ta nhất định phải vì các huynh đệ chết đi mà sống sót nhất định hải tự chính tay mình giết đám tạp chủng thanh lang đoàn kia hôm nay chúng ta tạm thời quên đi những chuyện này đi việc cấp bách là phải nhanh một chút xuyên qua mê huyễn cốc nếu từng có người có thể từ nơi này đi vào lại từ trong này đi ra nhất định là có chỗ xuất nhập nào đó mà chúng ta không biết. Lãnh xa tỉnh táo phân tích nói. Vì đại nhi nghe lời của đại ca nàng mà nói, không khỏi hai mắt tỏa sáng. Hai ngày sau, trong sơn cốc cách mê huyễn cốc không xa, một gã thiếu niên trên người mặc da hổ. Sau lưng treo một đao một kiếm, trong miệng ngậm lấy một cây cỏ khô, dưới thân cưỡi một con kim sắc phong lang thần tuấn. Đáng tiếc duy nhất chính là đuôi của con kim sắc phong lang này bị chặt đứt một đoạn, trên người còn có nhiều vết thương vết thương đã đóng vảy nhưng vẫn a hướng tới mỹ cảnh toàn thân một người một lang nhởn nhơ vênh vó đi ở trong đường núi một ít đê gia linh thú mới vừa ngửi được khí tức của kim sắc phong lang bị họa cho tháo chạy bốn phía tiểu kim ngươi nói còn bao lâu nữa mới đến mê huyễn cốc thiếu niên ngồi ở trên người kim sắc phong lang lười biếng hỏi kim sắc phong lang dùng ý thức chuyển lại nói chạy hết tốc lực mà nói nửa ngày có thể giạt tới vậy ngươi còn không thêm chút sức đi mau mang ta đi thiếu niên thúc giục Chủ nhân, bụng ta đói rồi, có thể hay không trước tiên chuẩn bị ăn chút gì? Kim sắc phong lang nghiêm mặt nói. Ngươi con ăn hàng này, hai ngày này đã ăn năm con linh dương, ba con kiếm sỉ hổ, còn chưa đủ. Thiếu niên khó chịu vỗ cái đầu của kim sắc phong lang một cái, không tức giận nói. Kim sắc phong lang vô cùng vô tội nói, muốn khôi phục thương thế đương nhiên là phải ăn nhiều một chút. Bỗng nhiên nó nhắc lên lang mục mọt chút, hiện lên vài tia tinh quang nói, chủ nhân, phía trước có một gia hỏa cường đại thực lực cùng ta không sai biệt lắm, bất quá đây là địa bàn của nó, sợ rằng chúng ta không phải là đối thủ của nó. Thiếu niên thần sắc cảnh giác nói, là lai lịch gì? Là hoa cự tích, kim sắc phong lăng đáp, tiếp theo nó kinh hãi kêu một tiếng, không tốt, chủ nhân, chúng ta bị phát hiện rồi. Vậy còn không chạy mau, thiếu niên lo lắng vỗ đầu sói nói. Xong hắn vừa mới nói xong, trước mắt liền xuất hiện một nhóm cự tích tựa như xà cựa như long, có khoảng gần trăm con, mỗi một con dài năm, sáu thước, Tích thân hiện lên từng đạo hoa văn, thoạt nhìn hết sức giữ tợn huyền ảo. Một đầu hoa cự tích cầm đầu dài tám thước, phun ra nuốt vào cái lưỡi thật dài, cặp mắt lớn trừng to hướng một người một lang phát ra tín hiệu địch ý cường đại. Thiếu niên khẩn trương hỏi Kim Sắc Phong lang, nó đang nói cái gì? Kim Sắc P lại hướng hoa cự tích lộ ra răng ranh thâm sâu, một bên truyền tin nói, nó nói đây là lãnh địa của nó, bảo chúng ta nhanh chóng rời đi, nếu không sẽ ăn chúng ta. Thiếu niên trầm tư một chút nói, Ngươi nói với nó, chúng ta chỉ là đi ngang qua nơi đây, cũng không có ác. Ý, xem nó có thể cho mượn đường đi qua không? Kim Sắc Phong Lang hiểu ý, hướng Hoa Cự Tích cầm đầu càng không ngừng gầm nhẹ. Hai con linh thú trao đổi với nhau một lúc lâu, Kim Sắc Phong Lang mới đối với thiếu niên trên người nó truyền tin nói, nó nói không thành vấn đề, nhưng mà không cho phép chúng ta ở nơi này ăn bất cứ hoa cự tích nào, cũng không cho phép chúng ta ở nơi này ngắt lấy bất luận linh hoa dị thảo gì. Thiếu niên nhoẻn miệng cười, Đáp ứng nó, chúng ta tuyệt sẽ không phá hư từng cọng cây ngọn cỏ nơi này." Hắn ở trong lòng thầm nghĩ, có con tiểu tích tử khó coi này ở trên đường, giảm đi không ít phiền toái. Ngồi ở phía trên Kim Sắc Phong Lang chính là Lăng Tiếu, từ sau khi thu phục được Kim Sắc Phong Lang, tâm tình hắn tốt vô cùng. Trên đường đi đều là cưỡi Kim Sắc Lăng Vương từ Lang Nha cốc đi tới địa bàn của Hoa Cự Tích. Có khí tức cường đại của Kim Sắc Lăng Vương, căn bản không có bất kỳ linh thú nào dám đi ra ngăn cản ngược lại sau khi ngửi được khí tức của kim sắc lăng vương liền vội vàng tháo chạy nhường đường hơn nữa kim sắc lăng vương đối với ngoại vi sơn mạch rất tinh tường căn bản không cần dùng lộ tuyến của lăng tiếu mà đi lăng tiếu chỉ nói ra mê huyễn cốc kim sắc lăng vương liền đi tắt mang theo lăng tiếu chạy đi không biết giảm bớt được bao nhiêu thời gian chuyện càng khiến cho lăng tiếu vui vẻ chính là trên đường đi này có không ít linh thảo chân quý trong đó còn có ba gốc nhị giai đề cấp linh thảo đây cũng là thu hoạch phong phú a à lăng tiếu cùng tọa kỵ kim sắc lăng vương của hắn ở dưới con mắt nhìn chằm chằm của hoa cự tích vô cùng cẩn thận đi ngang qua địa bàn của nó hoa cự tích cũng là hết lòng tuân thủ hứa hẹn không có đột nhiên tập kích lăng tiếu không khỏi thầm than linh thú cùng linh thú ở giữa câu thông quả nhiên tiện lợi hơn nữa so sánh với nhân loại thì khả ái hơn nhiều ít nhất sẽ không lật lọng sau khi đi qua địa bàn của hoa cự tích kim sắc lăng vương truyền ý niệm chủ nhân mới vừa rồi tên kia nói ba ngày hôm trước nơi này có nhân tộc đi ngang qua bị bọn họ ăn mất một bộ phận, còn một bộ phận trốn về hướng mê huyễn cốc. Chân mày lăng tiếu cao lại, lâm vào trong trầm tư, chẳng lẽ là hảo tỷ tỷ dẫn người đến mê huyễn cốc rồi. Không biết bí cảnh kia có bị các nàng phát hiện hay không, vị hảo tỷ tỷ, kia trong lòng của lăng tiếu tự nhiên là vi đại nhi có duyên gặp mặt một lần. Tiểu Kim, toàn lực đi tới, mau sớm chạy tới mê huyễn cốc. Lăng tiếu giống như cưỡi ngựa, thúc một chút lưng sói thét nói kim sắc lăng vương ủy khuất chạy nói, chủ nhân, ta đói bụng rồi đói cái đầu ngươi, đến mê huyễn cốc lại cho ngươi ăn thoải mái. Lăng Tiếu một trưởng vỗ lên đầu sói quát lên. Kim Sắc Lăng Vương bất đắc dĩ toàn lực chạy lên, tốc độ thật đúng nhanh như thiểm điện, tốc độ nếu so với Lăng Tiếu triển khai Vân Tung Mị Ảnh còn muốn nhanh hơn nhiều lắm. Nửa ngày sau, trước mê huyễn cốc, mười mấy tên dòng binh của Thanh Lăng dòng binh đoàn tụ ở một chỗ, hoặc là uống rượu nói chuyện phiếm, hoặc là nồi lửa nướng thịt, hoặc là một mình tu luyện. Kim Lang cùng mấy tên cao giai huyền giả ở một chỗ thật xa một bên nướng thịt, một bên thấp giọng trò chuyện cái gì, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc. Chương 115, thời điểm báo thù đến rồi. Đoàn trưởng bọn họ đã tiến vào ngày thứ ba rồi, đến bây giờ còn không có bóng dáng, sợ rằng. Kim Lang thấp giọng nói, hai mắt cẩn thận chú ý phản ứng của mấy tên cao giai huyền giả. Mấy tên cao giai huyền giả này ở trong đoàn có uy vọng không tệ, hơn nữa cũng là hảo thủ có tiềm lực đột phá huyền sĩ giai. Kim Lang mấy ngày qua một mức tính toán, đem bọn họ kéo vào, nếu như Thanh Lang mấy người thật không ra dược, Vậy chức đoàn trưởng này không phải là hắn thì ai có thể hơn. Hôm nay thực lực của thanh lang đoàn không bằng lúc trước, nhưng mà hắn tin tưởng chỉ cần có kim lang hắn ở đây, nhất định từ từ có thể khôi phục thực lực dĩ vãng. Một gã cao giai huyền giả thở dài nói, vừa vào mê huyễn cốc, cử tử nhất sinh, đoàn trưởng quá vọng động rồi. Tên còn lại lại nói, lời tuy nói như vậy, nhưng ban đầu phong đội trưởng lại có thể từ trong nơi này trốn ra được, tin tưởng nhất định có cách xuất nhập cũng nói không chừng, đoàn trưởng bọn họ nhất định có thể thuận lợi trở về nhưng mà chúng ta chờ đợi như vậy không phải là biện pháp thanh thủy cùng rượu của mọi người đều nhanh hết rồi huống chi lại không biết lúc nào sẽ có linh thú đi ra ngoài công kích tối hôm qua không phải là đột nhiên thiếu mấy huynh đệ sao tiếp tục như vậy chỉ sợ chưa đợi đến khi đoàn trưởng bọn họ đi ra ngoài chúng ta đều chết ở chỗ này rồi đúng vậy a à, tiếp tục như thế thật không phải là biện pháp nhưng mà mệnh lệnh của đoàn trưởng không thể trái nếu là chúng ta một mình rời đi đến ngày sau đoàn trưởng đi ra chỉ sợ lời này nói ra mọi người đều là trầm mặc lại thục lực cùng thủ đoạn của thanh lang bọn đều được chứng kiến nếu như bọn họ một mình rời đi thanh lang chết ở trong mê huyễn cốc thì còn hoàn hảo nếu có thể sống đi ra ngoài chỉ sợ bọn họ cũng sẽ không có kết quả tốt lúc này kim lang mở miệng lần nữa nói bản thân ta có một hảo chủ ý vừa có thể khiến cho đoàn trưởng không trách tội chúng ta lại để cho mọi người hiện tại có thể an toàn rời đi kim đội trưởng chúng ta tất cả nghe theo ngươi ngươi nói làm như thế nào liền làm như thế đấy một gã cao cấp huyền giả bình thời cùng kim lang có quan hệ vô cùng tốt ứng tiếng nói. Những người khác cũng liên tục gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Hôm nay nơi này lấy Kim Lang là thực lực mạnh nhất, bình thường ở trong đoàn coi như là nhân vật thứ ba, hắn lên tiếng tự nhiên có lực hiệu triệu cao nhất rồi. Kim Lang nói nhỏ, nếu tất cả mọi người nghe ta, ta đây đề nghị mọi người cùng nhau rời đi trước, trở về trạm dịch nghỉ ngơi, nếu như đoàn trưởng có thể từ nơi này đi ra ngoài, quay về lại tìm được chúng ta mà nói, ta liền cùng đoàn đội giải thích nói mọi người gặp phải tập kích của hoa cự tích, mọi người vạn bất đắc dĩ mới rời đi tin tưởng đoàn trưởng hắn sẽ không trách tội chúng ta chẳng lẽ hắn hy vọng chúng ta bị những hoa cự tích kia quần công mà chết sao đoàn trưởng nghĩa khí căn vân tự nhiên là không đành lòng mặc dù chúng ta lừa gạt đoàn trưởng nhưng là biện pháp này của ta cũng là vì nghĩ cho tính mạng của huynh đệ an toàn các người tán thành mà nói liền đi đến nói với mọi người một chút nếu không tán thành mà nói liền coi như ta thả một cái rắm là tốt rồi mọi người tiếp tục ở nơi này đợi đoàn trưởng bọn họ ra ngoài mấy tên cao giai huyền giả trầm mặc một hồi Tên cao giai huyền giả mới vừa hưởng ứng Kim Lang kia dẫn đầu nói, ta cảm thấy được. Kim đội trưởng nói có lý, chẳng lẽ đoàn trưởng nhẫn tâm để cho chúng ta đợi chết ở chỗ này sao? Sau khi mấy tên cao giai huyền giả riêng mình liếc nhau một cái, đều rối rít gật đầu. Kim Lang ở trong lòng không khỏi đắc ý, đồng thời cầu nguyện đám người thanh lang đừng từ trong mê huyễn cốc đi ra. Đúng lúc này, không xa truyền đến tiếng kinh hô của một người, không tốt, có xuyên sơn thú, tất cả dòng binh của thanh lang, đoàn dối rít cầm lấy vũ khí hướng chỗ người nọ kinh hô chạy tới. Kim lang thầm mắng xui xẻo, hắn phải giành nói cùng đi. Sau đó dẫn đầu lướt tới. Mấy tên cao giai huyền giả kia cũng đuổi bám theo. Chỉ thấy một con xuyên sơn thú mập mạp, trên cái miệng nhọn đang xuyên lấy thân thể của một gã rong binh, thỏa thích mút huyết nhục của hắn. Con xuyên sơn thú này chính là con nhị giai cao cấp xuyên sơn thú, trước kia đánh lén qua lãnh xà huynh muội, nơi khóe mắt còn có vết thương do bọn họ lưu lại, quanh thân cũng lưu lại không ít vết kiếm, bất quá cũng không tổn thương tới chỗ yếu hại. Đồ xúc sinh, chịu chết đi, Kim Lang dẫn đầu gương mẫu, Hoàng Kim kiếm đánh ra mấy đạo kim quang hướng xuyên sơn thú đánh tới. Mọi người đều biết xuyên sơn thú tốc độ chậm, công kích cũng không mạnh, cho nên Kim Lang cũng không sợ đối kháng với nó. Xuyên sơn thú vung thi thể khô khốc, mấy đạo bùn đất lại từ trong cái miệng nhọn phun ra, cùng Kim Mang đụng vào một chỗ. Oanh, lúc này xuyên sơn thú nhân cơ hội chui xuống mặt đất, khi nó lại xuất hiện cũng đã ở du Ois chân một gã dòng binh khác, Cắn hắn trực tiếp kéo vào trong lòng đất. A, à, dòng binh kia chỉ kịp phát ra một tiếng hét thảm, liền biến mất ở trước mặt mọi người. Mọi người liên tục hoảng hốt, vội vàng tìm đại thụ trèo lên. Gia hỏa đáng chết, khẳng định là có chuẩn bị mà đến, Kim Lang không khỏi mở to miệng nói. Khi xuyên sơn thú xuất hiện lần nữa, không có mục tiêu công kích, phải chui ra khỏi mặt đất, hướng một cây đại thụ trong đó đánh tới, ý đồ đem đại thụ đánh ngã, để cho người ở phía trên rơi xuống. Kim Lang lập tức triển khai thân thể hướng xuyên sơn thú công tới, mấy kiếm chém vào trên người nó. Đinh đinh đương đương, trong tay của hắn chính là nhị giai đê cấp kiếm khí, song chém vào trên người xuyên sơn thú trừ phát ra từng đợt tiếng va chạm ra, căn bản không thể chém vào trong xương thịt nó. Thú giáp của xuyên sơn thú có thể so với nhị giai cao cấp vũ khí, nếu như có thể đánh chết xuyên sơn thú lấy được một thân thú giáp, có thể bán ra hơn vạn kim tệ, là tài liệu tốt nhất để luyện chế nhị giai trung cấp, thậm chí là cao cấp quyền sáo cùng với vệ giáp xuyên sơn thú sau lưng thụ địch, cái đuôi lớn nhanh chóng vung lên. Kim Lang lui lại không kịp, cự vĩ hung hăng oanh trên người của hắn, cả người bay ra hơn 10 thước, một ngụm nghịch huyết phun ra ngoài. Mọi người cùng nhau tiến lên, chém chết ra hỏa này, một gã cao giai huyền giả kinh hô một tiếng, giơ đại đao hướng xuyên sơn thú chém tới. Dòng binh còn lại đều từ trên cây nhảy xuống, giơ vũ khí hướng xuyên sơn thú giết tới. Bọn họ đều là người trải qua sinh tử, biết giờ khắc ấy chỉ có đoàn kết mới có thể không bị từng cái đánh bại công kích của mấy mấy tên dòng binh huyền giả dai, lực lượng có thể so với mấy tên đê dai huyền sĩ, khiến cho xuyên sơn thú liên tục lùi về phía sau, nó thỉnh thoảng lợi dụng thân thể cùng thuộc tính công kích lấy đi tính mạng, của vài tên dòng binh. Chương 116, không nên ép bản thiếu ra mở. Một gã dòng binh có ánh mắt sắc bén kêu lên, mọi người nhanh công kích hai mắt của nó, mắt của nó đã từng bị đả thương. Lời này để cho tất cả dòng binh hơi bị chấn động, từng đạo kiếm quang, đao ảnh, thương kích, hướng hai mắt của xuyên sơn thú công kích tới xuyên sơn thú phát ra tiếng quái khiếu lập tức xoay người muốn trốn hướng gò núi không xa tránh ra để cho ta tới kim lang hồi khí trở lại hét lớn một tiếng cả người bắn ra huyền lực cả người tụ ở trên mũi kiếm một đạo kim sắc quang mang cường đại hướng hai mắt của xuyên sơn thú đâm tới chít chít xuyên sơn thú chưa kịp trốn xuống đất đã bị kim mang đâm bị thương hai mắt trong miệng phát ra tiếng kêu bén nhọn chói tai cặp mắt của nó mù rồi mọi người hợp lực chém chết nó, Kim Lang một kích đắc thủ, không khỏi phấn chấn trong lòng quát lên. Chúng dòng binh khí thế đại thịnh, lần nữa công kích xuyên sơn thú. Xuyên sơn thú phòng ngự mặc dù biến thái, nhưng là cũng không chịu được nhiều vũ khí cùng oanh như vậy. Chỉ chốc lát sau, xuyên sơn thú mất đi phương hướng càng không ngừng tán loạn, căn bản không biết chui vào lòng núi, bị mười mấy tên dòng binh tươi sống chém chết. Mọi người còn tốt chứ, đem thú giáp của xuyên sơn thú chết tiệt này cắt đi, còn có lợi chủy kia cũng bảo lưu lại, mọi người lấy thịt của nó nướng ăn, đợi ăn no, chúng ta cùng nhau trở về đợi đoàn trưởng quay lại. Kim Lang lo một chút vết máu ở khóe miệng chỉ huy nói, tâm tình trở nên hào tình vạn trượng, phảng phất như một khắc nhìn thấy chính mình lên làm đoàn trưởng. Chúng dòng binh đã sớm không muốn ngốc ở chỗ này chờ đợi rồi, vừa nghe được Kim Lang thét như vậy, lúc này đều đồng ý kêu lên, trở về đợi đoàn trưởng. Trở về đợi đoàn trưởng. Ở trên đồi núi không xa, một người một lang đang nhìn xuống hết thảy những phát sinh ở nơi này lăng tiếu trên người sói hiện lên một đạo tiếu dung nói, tiểu kim, chúng ta đi xuống tham gia náo nhiệt một chút thì như thế nào? Kim sắc lăng vương ngẩng đầu nói, chủ nhân, ta nên ăn cơm rồi, nếu không ta không còn khí lực chiến đấu. Người con hàng này, ngu ngốc đến nhà rồi, thịt xuyên sơn thú phía dưới kia không phải là mỹ vị tốt nhất áo. Chẳng lẽ ngươi không muốn ăn? Lăng tiếu vỗ vỗ đầu sói mắng nhẹ. Lăng tiếu lời này vừa ra, kim sắc lăng vương hai mắt lộ ra vẻ tham lam nói, lời của chủ nhân thật đúng, ta đây sẽ đi xuống đoạt lấy vừa truyền tín nhiệm xong, nó lập tức trở Lăng Tiếu từ trên đồi núi phi nhanh xuống dưới. Hắc hắc, thời điểm báo THF đến rồi, Lăng Tiếu nhìn Kim Lang uy phong, lạnh lùng cười nói. Dòng binh của Thanh Lang đoàn lợi dụng vũ khí, rất nhanh liền đem thi thể của Xuyên Sơn thú phân cách ra rồi, ước chừng mấy chục khối thú giáp trồng chất ở trước mặt Kim Lang, còn có một cái chùy cáp bén nhọn như kiếm, những thú này đều là vật có giá trị nhất của Xuyên Sơn thú. Kim Lang nhìn chút ít thú giáp kia, hai mắt tràn đầy vẻ mừng rỡ phẳng phất thấy được một bút đại tài phú hiện lên ở trước mặt mình. Kim đội trưởng, mau nhìn bên kia. Một gã cao gia huyền giả chỉ vào phương hướng lang khiếu của đám người lăng tiếu nói. Kim lang phục hồi lại tinh thần, hướng phương hướng cao cấp huyền giả kia chỉ nhìn lại, tâm thần dùng mình, lại là tiểu tử kia, hắn. Hắn làm sao có thể hàng phục được một con linh thú, không biết độc ưng có ở chỗ này hay không. Thực lực của độc ưng so với hắn mạnh hơn một phần, mặc dù hắn ở đây nhiều người, nhưng mà hắn không. Chắc hẳn đã chiếm ưu thế, Thủ đoạn của tiểu tử kia nhưng là hết tầng này đến tầng khác a. À, người của Thanh Lang dòng binh đoàn đều phát hiện ra Lang Tiếu cùng Kim sắc Lang Vương tiếp cận, lúc này cũng tụ tập ở bên người Kim Lang chờ đợi ban bố hiệu lệnh, đồng thời cũng đối với một người một Lang chỉ chỉ trò trò. Kia là loại sói gì? Tại sao cùng phong Lang giống nhau, chỉ là màu sắc không phải là sám cho mà lại là màu vàng, hẳn là biến dị phong Lang đi. Xem bộ dáng kia của nó ít nhất có thực lực nhị giai trở lên, cường tráng như vậy. Người ngu ngốc a. À. Phong lang có thực lực nhị dai trở lên sao có thể bị một tên thiếu niên thu phục, được, có lẽ chỉ là một con dã lang chăn nuôi từ nhỏ đi. Vậy ngươi đã từng gặp qua dã lang lớn như vậy chưa? Nhất định là linh thú. Lang tiếu cùng kim sắc lang vương đến gần ở phía trước bọn họ, đối với kim lang cười nói, nhân sinh hà sử bất tương phùng trong đời, kiểu gì cũng có lúc gặp lại nhau, kim lang chúng ta lại gặp mặt rồi. Kim lang đề phòng, hừ lạnh nói, hảo tiểu tử, ta không đi tìm ngươi ngươi lại còn dám tìm tới tận cửa rồi thật khi thanh lang dòng binh đoàn chúng ta ăn chay sao? hắn không rõ độc ưng có ở phụ cận hay không. Hơn nữa con kim sắc phong lang ở trước mắt kia cho hắn cảm thấy một trận áp bức sợ hãi. Hắn không thể tin được thiếu niên trước mắt này có thể thu phục được linh thú nhị dai trở lên. Lăng Tiếu Khinh Thường nhìn Kim Lang cùng nhóm người ở phía sau hắn nói: thanh lang dòng binh đoàn có ăn chay hay không ta không biết, nhưng mà ta biết hôm ai ngươi hẳn phải chết. Còn những người không liên quan thức thời nhanh chóng rời đi. Nếu không, hừ hừ, chớ trách ta đại khai sát giới rồi. Lăng Tiếu một cái liền nhìn ra những người này trừ Kim Lang thực lực cường đại ra, những người khác đều là huyền giả giai, đối với hắn mà nói căn bản không đủ gây sợ, nhiều người thì như thế nào, bằng tốc độ của hắn đánh chết từng cái không là vấn đề. Nhưng mà hắn nhận thức chính mình vẫn là chớ tạo nhiều giết chóc mới tốt, trời xanh nhưng là có đức hiếu sinh. Lời này nếu để cho những người đã bị hắn giết nghe được, sợ rằng ở trên đường đến Hoàng Tuyền cũng bị chọc giận đến hộc máu. Ở đâu ra đứa nhà quê cản rỡ như vậy, lão tử trước tiêu diệt ngươi một gã cao giai huyền giả khó chịu quát lên sau đó sách theo trường thương hướng lăng tiếu đâm tới lão dương trở lại kim lăng lên tiếng chặn lại nói đáng tiếc đã muộn không đợi lăng tiếu phân phó kim sắc lăng vương nhảy lên cái miệng máu lớn như cái bồn trực tiếp cắn lấy đầu của tên cao giai huyền giả này nhất thời đầu bạo máu tung tóe kim sắc lăng vương tự hồ cực đói rồi lại hai ba cái liền đem cao giai huyền giả kia nuốt xuống bụng lăng tiếu thấy tình huống này không khỏi một trận ghê tởm muốn ói hắn một quyền nặng nề đánh lên trên đầu lang vương mắng, ra hỏa ghê tởm. Sau này không cho phép ăn thịt người, chỉ cho giết người, có nghe hay không? Kim sắc lang vương nuốt một ngụm, truyền ý niệm nói, chủ nhân, ta đói quá rồi, không có biện pháp. Đói, đói cái đầu ngươi a, à. giết chết người này, xuyên sơn thú bên kia thì cho ngươi ăn, con kia đầy đủ cho chúng ta ăn một bữa no rồi. Lăng tiếu cả giận nói, chương 117, không nên ép bản thiếu ra mở. Kim lang cùng dòng binh phía sau hắn nhìn hết thảy trước mắt, không khỏi hoảng hốt, một gã cao dai huyền giả một cái đối mặt liền bị ăn, bọn họ bây giờ có thể khẳng định đây là một con nhị giai linh thú trở lên, nếu không sẽ không lợi hại như thế, nhưng mà bọn hắn thật sự nghĩ mãi không rõ làm sao, có thể sẽ bị một tên thiếu niên hàng phục được, chẳng lẽ là linh thú chăn nuôi từ nhỏ. Đây có thể sao? Các ngươi suy nghĩ tốt chưa? Ta chỉ cùng Kim Lang có cửu oán, nếu như các ngươi muốn đứng về phía của hắn, như vậy đừng trách ta không cho các ngươi cơ hội chạy trốn, tiểu kim của ta đây nhưng là đói bụng từ lâu rồi. Lăng Tiếu một bên vỗ nhẹ đầu của Kim Sắc Lăng Vương, một bên mang theo nụ cười nói. Người khác không nhận ra Lăng Tiếu, chỉ cho hắn là một tiểu tử thiện lương, dễ nói chuyện. Hừ, ít ở chỗ này dao động nhân tâm đi, chúng ta đều là hảo huynh đệ của Thanh Lăng Đoàn, cùng sinh cùng tử, mọi người đừng sợ hắn. Hắn chỉ có thực lực cao giai huyền giả, mà con sói kia để cho ta đối phó. Xem một chút con kim sắc lang này lợi hại hay là kim lang ta lợi hại. Kim lang hử lạnh nói, sau đó vung hoàng kim kiếm hướng kim sắc lang vương đâm tới. Đi đi tiểu Kim, giết chết người dám trộm danh hiệu của ngươi, sau đó liền ăn cơm. Lăng Tiếu từ trên người Kim Sắc Lăng Vương nhảy xuống, tùy ý để Kim Sắc Lăng Vương chống lại Kim Lang. Mấy ngày trước, Kim Sắc Lăng Vương đã tiêu hao hết năng lượng, càng bị Lăng Tiếu đánh cho gần chết, nhưng mà Kim Sắc Lăng Vương ăn xong hồi lộ đan của Lăng Tiếu mang theo, thương thế khôi phục hơn phân nửa, huống gì năng lực khôi phục của bản thân linh thú nếu so với nhân loại muốn nhanh hơn. Hôm nay Kim Sắc Lăng Vương thực lực tuy nói còn chưa khôi phục đến đỉnh phong, nhưng mà muốn đối phó với Kim Lang, so với nó thấp hơn một cấp, ước chừng là đủ rồi, cho dù là dưới trường hợp đồng giai, thực lực của linh thú cũng so sánh với nhân loại mạnh hơn, trừ linh thú không thiện trường công kích ra. Cùng tiến lên, giết chết tiểu tử kia, chỉ cần tiểu tử kia vừa chết, con linh thú kia liền không bị hắn chỉ huy rồi." Một gã cao giai huyền giả kêu to nói, đồng thời vung kiếm hướng về phía Lăng Tiếu giết tới. Hắn vừa ra tay, liền vài tên dòng binh hảo hữu đồng thời xuất thủ với Lăng Tiếu những người khác đều đem lực chú ý, để lên chiến đấu giữa đội trưởng bọn họ cùng Kim Sắc Lăng Vương, bởi vì bọn họ đều cho rằng tiểu tử lớn lối kia hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thiếu niên chỉ là cao giai huyền giả, đồng thời chống lại một gã cao giai huyền giả cùng mấy tên trung giai huyền giả, làm sao có thể sống được. Xong, ý nghĩ của Lăng Tiếu lại cùng bọn họ giống nhau, ở trong mắt của hắn những người này đã là người chết. Lăng Tiếu hừ lạnh một tiếng, cho là ta dễ khi dễ đúng không, không nên ép bản thiếu ra mở sát giới, thật là tội lỗi khi trường kiếm của cao giai huyền giả kia chém tới làm tinh kiếm của lăng tiếu ra khỏi vỏ lam mang chợt lóe tay nâng kiếm hạ cao giai huyền giả kia tập kích lăng tiếu thân thể cùng trường kiếm lập tức chia ra làm hai máu tươi vẩy ra phía sau mấy người đi theo lập tức dừng lại thân hình bọn họ không nghĩ tới thiếu niên này lại cũng kinh khủng như thế một kiếm liền giết một gã cao giai huyền giả của bọn họ lăng tiếu giết một người cũng không dừng lại bóng người chợt lóe kiếm ảnh hướng mấy người bọn họ nhanh chóng mà đi những người kia dối rít huy động vũ khí chống cự phản kích. Song lăng tiếu cũng không, tính ở chỗ này tốn thời gian, tốc độ để thăng tới cực hạn, mấy kiếm hạ xuống, mấy tên dòng binh không còn ai sống sót. Lăng tiếu giết mấy người này cũng lại không hướng những dòng binh khác giết tới, mà là vô cùng hứng thú nhìn kim sắc lăng vương hành hạ kim lang đến chết. Giờ phút này kim lang huy vũ hoàng kim kiếm, từng đạo kim mang tựa như xà như long càng không ngừng hướng kim sắc lăng vương oanh tới. Oanh oanh oanh, Mặt đất bị đánh lên vô số cho bụi, từng cái hố sâu hiện ra. Đáng tiếc tốc độ của kim sắc lang vương nhanh như thiểm điện, liên tục lách mình tránh ra, đồng thời trong miệng phun ra từng đoàn kim sắc quang mang hướng kim lang oanh tới. Quang mang này so với huyền lực của kim lang càng thêm trói mắt, kim lang trốn tránh cực kỳ chật vật. Kim sắc lang vương nhân cơ hội đánh tới, hai cái chân chức nặng nề hướng kim lang chảo tới. Kim lang tránh không kịp, bộ ngực bị nanh vuốt hạo xuất vài đường vết thương máu chảy đầm đìa. Lúc này hắn rốt cục ý thức được con lang vương này nhất định là có thực lực nhị giai cao cấp rồi, nếu không tuyệt sẽ không đáng sợ như thế, trong đầu hắn chỉ có một chữ trốn. Hắn không để ý đến những đồng bạn còn thất thần kia, xoay người liền hướng trong rừng rậm nhanh chóng lao đi. "Tiểu Kim, ngươi nếu để cho hắn chạy, liền một ngày không cho phép ngươi ăn thứ gì." Lang Tiếu lúc này hạ lệnh quát lên. Kim sắc lang vương bất phẫn gầm rú một tiếng, "Ngao ô!" Thân thể khổng lồ chợt lóe, một đạo kim sắc thân ảnh biến mất ngay tại chỗ hướng Kim Lang đuổi theo. Đám dòng binh ở tại tràng cũng phục hồi tinh thần lại, cường giả huyền sĩ giai duy nhất trong bọn họ, lãnh tụ trước mắt của bọn họ lại không để ý đến bọn họ mà chạy trốn, trong lòng đối với Kim Lang thất vọng cực kỳ. Các ngươi cút đi, thừa dịp bản thiếu gia tâm tình tốt, Lăng Tiếu nhịn không được đối với mấy chục tên dòng binh kia quát lên. Đám dòng binh nhìn thi thể ở phụ cận Lăng Tiếu, đám dòng binh sợ chết một chút rối rít lui về phía sau, cuối cùng sợ hãi chiến thắng hết thảy, không chút do dự xoay người chạy trốn, mấy chục tên dòng binh, chỉ có chừng mười mấy tên vẫn không có trốn. Thừa dịp linh thú của hắn còn chưa trở lại, mọi người cùng nhau giết hắn, chúng ta lại phân ra những thú giáp này rồi trốn. Một gã cao dai huyền giả dẫn đầu quát lên. Thú giáp của xuyên sơn thú nhưng là đồ tốt, hơn mười tên dòng binh này lộ ra vẻ tham lam, riêng mình vung lên vũ khí hướng lăng tiếu giết tới. Gian ngoan mất linh. Trong mắt lăng tiếu hung mang chợt lóe, thân thể lần nữa di chuyển, lam tinh kiếm trong tay lần nữa tách ra từng đạo kiếm quang yêu dị mỗi một đạo kiếm quang xẹt qua, liền có một gã dòng binh bỏ mạng. Một kiếm một mạng, giống như là sát thần thu hoạch chút ít tính mạng dòng binh không biết tiến thối. Giết tới một gã cuối cùng, dòng binh kia bị dọa đến hai chân run run, không khỏi quỳ xuống cầu xin tha thứ nói, thiếu gia tha mạng. Thiếu gia tha cho. Câu thứ hai còn chưa nói xong, đầu người liền bay ra. Nhân tử đối với địch nhân chính là tàn nhẫn đối với chính mình. Lăng tiếu thu hồi lam tinh kiếm đạm mạc nói, Lúc này Kim Sắc Lăng Vương cũng cắn một cái thi thể chạy trở lại. Thanh Lăng Dòng binh đoàn phân đội đội trưởng Kim Lang, chết, Lăng Tiếu phát hiện một thanh hoàng kim kiếm kia của Kim Lang lại không thấy, lúc này lại phân phó Kim Sắc Lăng Vương đi mang về. Chương 118, Thị huyết biên bức 1. Vì vậy, hắn liền bắt đầu kiểm duyệt chiến lợi phẩm, trên người những dòng binh chết đi này ít nhiều gì, cũng sẽ có hồi lộ đan cùng dưỡng khí đan, hắn mang đến đã không còn lại bao nhiêu rồi, đương nhiên phải hào hào quý trọng. Trừ sau khi thu hết đan dược càng đem kim tệ cùng vũ khí tùy thân mang theo của bọn họ tập trung một chỗ những thứ này mang về trong thành bán cũng là một khoản tài phú không nhỏ nếu như chỉ là một mình hắn muốn mang theo những đồ vật này tất hành động sau này sẽ không thuận tiện nhưng mà hiện tại có kim sắc lăng vương làm thú cưỡi một ít đồ này không phải là vấn đề gì thu hoạch lớn nhất của lần này chính là một thanh nhị giai đê cấp hoàng kim kiếm của kim lang cùng với thú giáp và tiêm chủy cái miệng nhọn giống như là miệng con nhím của xuyên sơn thú những thứ này mới là thứ đáng giá nhất vì Kim Sắc Lăng Vương lập đại công, Lăng Tiếu quyết định cho nó thiêu nướng thịt ăn, không để cho nó ăn thịt sống. Từng đợt thịt nướng tràn đầy mùi thơm để cho Kim Sắc Lăng Vương không ngừng chảy nước miếng. Vài trăm cân thịt, có hơn phân nửa là vào trong miệng của Kim Sắc Lăng Vương, Lăng Tiếu một người cũng ăn chừng 20 cân, một cỗ huyền lực cường đại không ngừng lưu nhập vào trong đan điền của hắn. Quả nhiên, ăn thịt của linh thú càng cao cấp, huyền lực hấp thu đến càng nhiều. Lăng Tiếu nhìn thịt của xuyên sơn thú không còn bao nhiêu, không khỏi đau lòng nói: Ngươi con hàng này, chẳng lẽ không biết tiết kiệm cho ta một chút sao? Kim Sắc Lăng Vương ủy khuất a. À? Thân thể của nó lớn như vậy, khẳng định ăn được nhiều a, à? dường như chỉ ăn no được 7, 8 phần đi. Phơi khô thịt của xuyên sơn thú còn dư lại, Lăng Tiếu cùng Kim Sắc Lăng Vương bắt đầu hướng tới Mê Huyễn Cốc tiến vào rồi. Mê Huyễn Cốc, quanh năm sương mù tầng tầng, ánh mặt trời cũng khó có thể xua tan những bạch vụ tầng tầng tích lũy này. Đây là một cái sơn cốc thần bí nhất ở ngoại vi hoang Tùng Sơn mạch. Chưa từng có người khai quật ra sơn cốc này rốt cuộc là làm sao mà tạo thành. Từng có một gã mạo hiểm giả đột phá đến linh sư giai, ỉ vào một thân thực lực muốn xuyên qua mê huyễn cốc tiến vào nội vi sơn mạch, đáng tiếc tên mạo hiểm giả linh sư giai kia một đi không quay lại. Đến đây, hiếm có dấu chân người còn dám bước vào mê huyễn cốc nửa bước, coi như là linh sư cường đại cũng như vậy. Nhưng ở không lâu trước kia, thanh lang đoàn cùng lãnh xà, đoàn hai đại dòng binh đoàn cùng có người ngộ nhập vào trong đó, cuối cùng trốn ra được cũng có vẻ bản đồ địa hình chỉ thị sau mê huyễn cốc có bí cảnh, chỉ cần thông qua mê huyễn cốc liền có thể tìm được bí cảnh. Chuyện này dẫn phát đến hai đại dòng bình đoàn đại chiến với nhau, Thanh Lang đoàn phá hủy lãnh xà đoàn, cũng đuổi theo chính phó đoàn trưởng của lãnh xà đoàn cùng nhau tiến vào trong mê huyễn cốc. Trong mê huyễn cốc, nước uống và thịt khô mà lãnh xà cùng vi đại nhi mang theo đã dùng hết. Hai người vẫn ở trong cốc cầm lấy tấm vải rách tìm kiếm đường ra, vẻ mặt đều hết sức lo lắng, nếu tiếp tục không tìm được nước uống cùng thức ăn trong năm ngày tới, tuyệt đối sẽ bị tươi sống mà chết đói. Vi Đại Nhi mất đi phong thái quyến rũ nhất quán, thần sắc u buồn đối với lãnh xà ở một bên nói, đại ca, tiếp tục như vậy không phải là biện pháp. Vậy có thể làm sao? Chẳng lẽ ở đây đợi chết sao? Lãnh xà không nhịn được quát lên. Hắn bắt đầu hối hận tới tìm cái gì bí cảnh rồi, bản đồ bí cảnh này có. Phải hay không là người khác muốn chơi ác đây? Vi Đại Nhi biết hiện tại tâm tình của đại ca nàng không tốt, lúc này không dám nói thêm gì nữa lãnh xà nhìn bộ dáng chịu ủy khuất của vi đại nhi khẽ thở dài một hơi vỗ vỗ bả vai của nàng nói tiểu muội thật xin lỗi đại ca tâm tình không tốt ngươi đừng để trong lòng vi đại nhi nói tiểu muội như thế nào lại trách đại ca được nếu không phải tiểu muội đoạt được tấm phá đồ này chúng ta cũng sẽ không có loại kết cục này rồi nên nói xin lỗi chính là ta lãnh xà thần tình thản nhiên nói người chớ tự trách mình nếu như lần này đại nạn không chết đợi sau khi phá hủy thanh lang đoàn chúng ta tìm thế ra dựa vào đi không cần lại tiếp tục sống loại cuộc sống đánh đánh giết giết này nữa ngươi cũng là lúc tìm một người tốt mà gả đi nói đến lập gia đình trong đầu vi đại nhi không tự chủ hiện lên hảo đệ đệ có khuôn mặt tươi cười có duyên gặp mặt một lần kia nàng ở trong lòng ưu thương nói hảo đệ đệ ngươi còn hớ rõ hảo tỷ tỷ chứ chỉ sợ ngươi cả đời này cũng không ăn được tỷ tỷ rồi làm sao nhớ tới cuồng đao rồi lãnh xà suy đoán hỏi cuồng đao là người có thực lực nhất ở vẫn thạch thành theo đuổi vi đại nhi người này không chỉ lớn lên anh tuấn tiêu sái hơn nữa thực lực rất mạnh tất cả mọi người cho là chỉ có hắn mới xưng đối với vi đại nhi đáng tiếc vi đại nhi vẫn không có tỏ vẻ đến hiện tại một bước này lãnh xà cũng là hiểu lầm vi đại nhi đang suy nghĩ đến cuồng đao vi đại nhi lắc đầu nói không phải tiểu muội ta biết ngươi rất hiếu thắng nhưng mà cuồng đao là người cũng không tệ lắm chỉ là ngạo khí cuồng vọng một chút ta cảm thấy các ngươi rất tương xứng lãnh xà nhàn nhạt nói đại ca đừng nói những thứ này Chúng ta vẫn là thử nghĩ xem làm sao rời đi thôi." Vi Đại Nhi không muốn thảo luận chuyện này rồi, nói sang chuyện khác. Hai người lại tiếp tục hướng phía trước đi tới, bọn họ không biết đã dần dần đi tới chỗ càng thêm hung hiểm. Một nhóm người khác trong Mê Huyễn Cốc, Thanh Lang, Hỏa Lang cùng hai gã đội trưởng đồng dạng lâm vào khốn cảnh. "Mẹ kiếp, sơn cốc này rốt cuộc rộng bao nhiêu, đã đi mấy ngày rồi lại còn chưa tới cuối." Thanh Lang mở miệng mắng to. Một tổ hợp này của bọn hắn coi như là mạnh mẽ một ít linh thú tới đánh lén đều chết ở dưới kiếm của bọn hắn, đây để cho bọn họ ít nhất là bảo đảm cái ăn, không đến nỗi giống như lãnh xà huynh muội đến lương khô cũng không có. Chỉ là bọn hắn cũng không có nước uống rồi, điểm này ai cũng đồng dạng hỏng bét. Hỏa lang cùng hai gã đội trưởng ở một bên sắc mặt đồng dạng không xinh đẹp, bọn họ vô cùng hối hận theo thanh lang đi vào, bọn họ cũng đều biết vừa vào mê huyễn cốc cốc, cử tử nhất sinh, còn tiếp tục đi mãi không dừng lại như thế, chỉ sợ đều phải bị chôn sống trong buồn bực rồi các ngươi nói nên làm cái gì bây giờ? Thanh lang thấy mấy người đều không nói lời nào, cao mày hỏi. Hỏa lang trầm ngâm một chút nói, chỉ có hướng cái phương hướng này đi tiếp, không còn cách nào. Ở chỗ này chúng ta căn bản không cách nào phân biệt Đông Tây Nam Bắc, cho dù muốn đi về cũng không còn kịp rồi. Đây không phải là tương đương với chưa nói sao? Thanh lang tức giận nói. Khuôn mặt hỏa lang có quắp một chút, không nói gì nữa. Chương 119, Thị huyết biên bức, 2. Đoàn trưởng, tâm tình của ngươi tất cả mọi người đều hiểu, ta tin tưởng ở dưới sự hướng dẫn của đoàn trưởng, chúng ta nhất định có thể rất nhanh rời khỏi Mê Huyễn Cốc." Một gã đội trưởng lên tiếng cung kính nói, "Mẹ kiếp, lão tử cũng không tin ngươi cái sơn cốc này vĩnh viễn không có điểm cuối." Thanh Lang mắng một câu, tự mình triển khai thân hình, hết tốc lực lao đi về phía trước. Hỏa Lang cùng hai gã đội trưởng kia không dám chậm trễ, vội vàng đuổi theo, nếu là bọn hắn cũng phân tán, vậy nhất định phải chết. Lăng Tiếu cùng Kim Sắc Lang Vương mới vừa bước vào Mê Huyễn Cốc, Đối mặt với tầng tầng sương mù đồng dạng cảm thấy mờ mịt, không biết nên đi như thế nào. Sơn cốc quỷ quái này thật đúng là kỳ lạ, chỉ sợ cất giấu bí mật gì cũng nói không chừng, bằng không làm sao ngay cả ánh mặt trời đều không thể xua tan sương mù được. Lăng Tiếu ngồi trên lưng sói thầm nghĩ: "Tiểu Kim, hướng về cái phương hướng này chạy đi cho ta." Lăng Tiếu chỉ vào một cái phương hướng truyền ý niệm cho Kim Sắc Lăng Vương nói. Kim Sắc Lăng Vương ăn thịt của xuyên sơn thú, lực lượng khôi phục được không sai, không chút nào có ý trì hoãn liền hướng phương hướng mà lăng tiếu chỉ toàn lực chạy đi tốc độ nhanh như thiểm điện nửa ngày sau lăng tiếu cùng kim sắc lăng vương tiến vào trong mê huyễn cốc bị nhất giai cao cấp thị huyết biên bức công kích thị huyết biên bức cùng xuyên sơn thú đồng dạng là linh thú có thể hoạt động ở trong mê huyễn cốc bọn chúng mặc dù không có giống như xuyên sơn thú có thể chạy trốn rời đi như vậy nhưng bọn chúng có thể lợi dụng sóng âm cảm ứng phân biệt phương hướng cùng sự vật có thể ở trong mê huyễn cốc qua lại tự nhiên săn thức ăn công kích lăng tiếu cùng kim sắc lăng vương tổng cộng có 8 con thị huyết biên bức, mỗi một con hình thể đều tương đối lớn, triển khai hai cánh ước chừng cũng đến một, năm thước chiều rộng, mặt khác cấp bậc bọn chúng cũng không cao, nhưng mà, trong miệng máu kia lại óc hai hàm răng kịch độc khiến người ta tương đối sợ hãi, chỉ cần bị cắn rách ra, ngay cả huyền sĩ giai cũng khó có thể bảo vệ tính mạng. Lăng tiếu một bên ra lệnh cho kim sắc lăng vương chạy trốn, một bên làm nhiều việc cùng lúc, đao kiếm nơi tay, dựa vào phản ứng mẫn duệ cùng nhanh chóng hơn người, lợi dụng đao quang kiếm ảnh bảo vệ thân thể phòng ngừa bị thị huyết biên bức, cắn bị thương. Đáng chết, những gia hỏa kia làm sao một đường đều đuổi theo. Lăng tiếu không khỏi mắng một câu. Hắn lợi dụng đao kiếm khiến cho tám con thị huyết biên bức không dám nhích tới gần. Nhưng mà những thị huyết biên bức này lại vẫn ở phụ cận đuổi theo, để cho hắn buồn giàu không thôi. Chủ nhân, bọn chúng là đang gọi đồng bạn tới. Kim sắc lăng vương nhắc nhở. Ta dựa vào, tiểu kim dừng lại, bản thiếu ra giết chết mấy cái tiểu biên bức này. Lăng Tiếu để cho Kim Sắc Lăng Vương dừng lại, sau đó hét lớn một tiếng, từ trên lưng sói nhảy lên, đao kiếm hướng một con thị huyết biên bức trong đó vắt qua. Đao ảnh kiếm quang đem con thị huyết biên bức phản ứng không kịp kia bao phủ lấy, giữa không trung nổ tung thành một đoàn huyết vụ. Lăng Tiếu mới chỉ giết một con, thân thể lại bắt đầu rơi xuống. Lúc này bảy con thị huyết biên bức khác thấy Lăng Tiếu mất đi thăng bằng, liền đồng thời hướng Lăng Tiếu cắn tới. Bảy cái bóng đen bao phủ giữa không trung, bảy đôi răng nanh âm sâu đáng sợ đừng tưởng rằng bản thiếu ra dễ khi dễ. Lăng tiếu thầm hô một tiếng, đao kiếm ở chung quanh thân thể huy vũ tạo thành từng vòng bảo hộ, khiến cho những thị huyết biên bức này không nhích tới gần được. Đang ở lúc lăng tiếu nhanh chóng rơi xuống đất, kim sắc lăng vương nhìn đúng cơ hội, một đạo kim sắc quang đoàn phun ra. Thị huyết biên bức tựa hồ rất sợ ánh sáng, vừa gặp phải quang đoàn liền dối rít sợ hãi, bắt đầu tháo chạy bốn phía, song có hai con lại trốn không nhanh như vậy, trực tiếp bị kim sắc quang đoàn bắn cho nát bấy. Sau khi Lăng Tiếu rơi xuống đất kinh thán một tiếng, "Còn tốt chứ Tiểu Kim?" "Chủ nhân, ta đói bụng." Kim Sắc Lăng Vương vô cùng thành thật nói. "Ta dựa vào, ngươi là heo a, mới nửa ngày liền đói bụng." Lăng Tiếu hết chỗ nói rồi, con Kim Sắc Lăng Vương này ăn nhiều lắm. "Chủ nhân, ta là sói, không phải là loài heo cấp thấp kia." Kim Sắc Lăng Vương nói. "Ngươi con hàng này, ở chỗ này tự mình ngươi nhìn xem một chút đi, ta cũng không biết đi đâu tìm thức ăn." Lăng Tiếu nhẹ mắng. Chủ nhân, lại có biên bức tới. Kim sắc lăng vương nhắc nhở. Lần này tổng cộng là tới gần 20 con thị huyết biên bức, trong đó có hai con đặc biệt lớn, triển khai hai cánh đoán chừng tầm 2 thước rưỡi, nhìn dáng rất ít nhất có thực lực nhị giai đề cấp. Ngao, kim sắc lăng vương rất nhanh tiến vào trạng thái chiến đấu, lộ ra răng nanh hung ác NHNFH ảnh đến gần càng ngày càng nhiều. Mẹ ơi, đám gia hỏa này thật đúng là quấn thân, tiểu kim chạy mau, đối mặt với nhiều thị huyết biên bức như Via Ari. Lăng Tiếu không dám khinh thường, nhảy lên lưng của Kim Sắc Lăng Vương phân phó nói. Kim Sắc Lăng Vương lần nữa chạy nhanh lên, những thị huyết biên bức kia như ảnh tùy hình, theo sát không bỏ. Tốc độ của Kim Sắc Lăng Vương mặc dù nhanh, nhưng mà ở trên điểm này thì phi hành linh thú chiếm cứ ưu thế, Kim Sắc Lăng Vương căn bản không thoát được truy kích của những thị huyết biên bức này, bất đắc dĩ lần nữa ngừng lại. Mới vừa dừng lại, một con thị huyết biên bức đầu lĩnh trong đó liền đánh xuống. Kim Sắc Lăng Vương lần nữa phun ra công kích thuộc tính, dọa cho những con nhất giai thị huyết biên bức kia chạy tán loạn, chỉ có hai con thị huyết biên bức đầu lĩnh kia là không sợ hãi kim quang. thấy tình huống này, lăng tiếu hảo hảo thu về một đao một kiếm của mình, lấy nhị giai đê cấp hoàng kim kiếm lấy được từ trong tay kim lang khởi lên. ở trong sơn cốc xương mù mờ mịt, hoàng kim kiếm lộ ra vẻ dị thường chói mắt. một ít nhất giai thị huyết biên bức vốn định tấn công lăng tiếu lại không dám nhích tới gần. lăng tiếu không khỏi vui mừng, đồng thời vận khởi kim cương ngũ biến quyết một tầng quang quyển màu vàng nhạt bao trùm quanh thân hắn, tiếp theo truyền tin cho Kim Sắc Lang Vương để cho nó cũng vận khởi hộ kình. Kim mao toàn thân của Kim Sắc Lang Vương dâng lên một tầng kim sắc quang huy, ánh sáng rạng rỡ, lộ ra vẻ quý khí dị thường đặc biệt. Trong lúc nhất thời, tất cả nhất giai thị huyết biên bức trốn đến không còn một con, chỉ có hai con nhị giai thị huyết biên bức vẫn chưa từ bỏ ý định, phát ra âm ba công kích. Lăng Tiếu chỉ cảm thấy đầu óc một mảnh hỗn loạn, trong tai ông ông vang lên không ngừng, một loại cảm giác muốn ngất xỉu. Ngao ô, ngao ô, kim sắc lăng vương liên tục hống khiếu, thanh thanh chấn thiên động địa, đem những âm ba của thị huyết biên bức kia chấn tán. Gia hỏa đáng chết, lăng tiếu hồi phục thanh tĩnh, đặc biệt căm tức, quát một tiếng, lần nữa từ trên lưng sói bắn ra. Hoàng kim kiếm nở rộ ra kiếm quang cường đại, một kiếm hướng một con trong đó chém tới. Chương 120, Tà thuật. Một, Kim Sắc Lăng Vương cũng không chậm, ba đạo kim quang hướng về một con thị huyết biên bức khác phun tới. Phản ứng của nhị giai thị huyết biên bức so với nhất giai thì nhanh hơn nhiều lắm, nhưng mà vẫn bị một kiếm của Lăng Tiếu chém thương một chân, một con khác thì tránh thoát hai đạo kim quang, bị một đạo cuối cùng đập thương một cái cánh. Hai con thị huyết biên bức đều quái khiếu một tiếng, không dám lưu lại nữa, biến mất ở trong sương mù. Nhìn thị huyết biên bức lùi về phía sau, Lăng Tiếu không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Những thị huyết biên bức này công kích mặc dù chưa ra hình dáng gì, nhưng mà quá khó chơi, số lượng lại nhiều lại hàm chứa độc một khi bị dính vào phiền toái cũng không nhỏ vừa đi được nửa ngày không cần kim sắc lăng vương đi săn thức ăn thì mọt con nhị giai trung cấp u văn báo đưa tới của u văn báo vốn là có một đôi mắt nhìn ban đêm ở trong sơn cốc sương mù tầng tầng này cũng không thắng được nó gặp lại u văn báo lăng tiếu bình tĩnh hơn nhiều không lại giống như thời điểm liều mạng phục kích như mới vừa vào sơn mạch chính mình không phải động thủ kim sắc lăng vương cũng đã đem con u văn báo muốn đánh lén này giết chết Lăng Tiếu lấy ra báo cùng nanh báo, những thứ khác nhất luật cho kim sắc Lăng Vương ăn, chính hắn cũng ăn không ít, còn có một phần ba sấy khô rồi đóng gói lại. Ở trong sơn cốc này tầm nhìn chỉ có vài mét, còn không biết muốn đi tới khi nào, Lăng Tiếu phải cẩn thận chặt chẽ, trước bảo tồn tốt lương thực, vạn nhất tìm không được linh thú. Vậy thì thảm rồi, mình là có thể nhịn trong một thời gian ngắn, nhưng mà kim sắc Lăng Vương an y ép thì không được, như hắn hình dung, nó chính là một con ăn hàng, không có ăn thì không được vào trong này căn bản không phân biệt được lúc nào là ban đêm cùng ban ngày tóm lại ngày đêm đều là trắng xóa một mảnh lăng tiếu cùng kim sắc lăng vương đều không biết đi bao lâu rồi chỉ cảm thấy mệt mỏi sau đó tìm một nơi dừng lại nghỉ ngơi lăng tiếu gãi đầu đang suy nghĩ đối sách tiếp tục như vậy thì không được a à, phải nghĩ một cái biện pháp mới được lăng tiếu chuyển ý niệm cho kim sắc lăng vương hỏi tiểu kim người trước kia đã tới nơi này chưa biết phải đi bao lâu mới có thể xuyên qua không Lăng Tiếu lúc trước căn bản không biết hung danh bên ngoài của Mê Huyễn Cốc, nếu không hắn cũng sẽ không mạo muội xông vào. Kim Sắc Lăng Vương vuốt vuốt hai cái chân trước nói, trước kia ta chưa từng tới nơi này, trong sơn mạch từng cái sơn cốc cơ hồ đều có linh thú cường đại thủ hộ lãnh địa, của mình, trừ một ít khu ngoài tự do hoạt động, chúng ta sẽ không mạo hiểm xông vào lãnh địa người khác. Như vậy a, à, xem ra cũng chỉ có thể tiếp tục đi rồi. Lăng Tiếu thở dài nói, chủ nhân, nhưng ta biết, xuyên qua nơi này liền đến chỗ sâu sơn mạch nơi đó nhưng là có rất nhiều tồn tại cường đại ngay cả ta cũng cảm giác sợ hãi kim sắc lăng vương nhân tính hóa lộ ra thần sắc khiếp đảm nói lăng tiếu dĩ nhiên biết tiến vào chỗ sâu hơn của hoang tùng sơn mạch có càng nhiều linh thú cường đại tồn tại tùy tiện một con cũng so với kim sắc lăng vương cường đại hơn nó sợ hãi cũng là bình thường ngươi có biện pháp nào mang ta xuyên qua nơi này hay không lăng tiếu không biết rồi chỉ có thể hỏi kim sắc lăng vương hắn biết linh thú sinh tồn ở trong thiên nhiên rộng lớn có rất nhiều năng lực phân biệt phương hướng mà nhân loại không hiểu được, có lẽ kim sắc lăng vương có thể dẫn hắn nhanh chóng rời khỏi nơi này. ở chỗ này ta cũng không biết đi như thế nào. kim sắc lăng vương đáp. đang ở thời điểm lăng tiếu muốn điên cuồng, nó lại nói, bất quá ta có biện pháp. biện pháp gì? lăng tiếu không khỏi vui mừng hỏi. ta mở con mắt thứ ba mới có thể nhìn thấu hết thảy sương mù. kim sắc lăng vương nói. ta dựa vào, không nói sớm, vậy ngươi hiện tại mau mở a. À. lăng tiếu vội vàng thúc giục kim sắc lăng vương lại nói nhưng mà con mắt thứ ba mỗi tháng chỉ có thể mở một lần tháng này ta đã mở ra một lần phải đợi tháng sau mới có thể mở nghe lời này lăng tiếu hoàn toàn té xỉu mẹ kiếp ngươi cái ăn hàng này không có tác dụng gì lăng tiếu nhảy lên hướng về phía cái mông của kim sắc lăng vương đá một cước kim sắc lăng vương ủy khuất a à, nó cũng không biết làm sao lại chọc tức chủ nhân rồi sau khi lăng tiếu cùng kim sắc lăng vương nghỉ ngơi hai canh giờ lại tiếp tục lên đường Lăng Tiếu nằm ở trên người Kim Sắc Lăng Vương, tùy ý để cho Kim Sắc Lăng Vương chạy như điên. Nếu như là bình thường, ai cũng cảm giác đến dạng như Via Azi là hết sức thoải mái nghỉ ngơi, nhất định là vô cùng hướng tới. Nhưng mà hôm nay Lăng Tiếu lại không có bộ dạng vui vẻ, có chẳng qua là vẻ mặt không biết làm sao, cảm giác hẳn là đều đã chạy hai ngày đi. Lấy tốc độ của Kim Sắc Lăng Vương chạy hai ngày, cũng không biết có thể xuyên qua bao nhiêu sơn lĩnh, nhưng mà mê huyễn cốc giống như là không có điểm cuối, vĩnh viễn giống như không có bờ bến vẫn là ở trong tịch mịch vượt qua, hắn có thể vui vẻ sao? Ai, cho dù có bản đồ chỉ thị, sợ rằng cũng đi không ra nơi này, trừ phi người quen thuộc dẫn đường a, Lăng Tiếu buồn rầu lẩm bẩm. Bỗng nhiên, Lăng Tiếu linh quang chợt lóe, đúng rồi, lão mã thức đồ, người già thuộc đường, ta sao không tìm một con linh thú quen đường dẫn đường a, thật là, ha ha, bản thiếu gia chính là thông minh. Sau khi Lăng Tiếu nghĩ được hảo chủ ý, lập tức hướng về Kim Sắc Lăng Vương nói: Tiểu Kim, lần sau có linh thú đi ra ngoài trước tiên đừng cắn chết nó, để cho nó dẫn đường cho chúng ta." Nguyên Lai like Lăng Tiếu là, tính toán lợi dụng linh thú sinh trưởng ở trong mê huyễn cốc dẫn đường cho hắn, ý nghĩ này tự hồ rất tốt, linh thú đã sinh trưởng ở trong mê huyễn cốc đối với nơi này rất quen thuộc. Cũng không lâu lắm, một con đại chi chu toàn thân tuyết bạch xuất hiện, móng vuốt thật dài cựa như lưỡi hái dựng thẳng, thân thể kia giống như là ngọn núi để cho Lăng Tiếu, cùng Kim Sắc Lăng Vương trưởng thành ba thước đều cảm nhận được nhỏ bé lăng tiếu cho là con chi chu này trừ khổ người lớn ra thực lực hẳn là chưa ra hình dáng gì để cho nó dẫn đường thì không tồi lúc này hướng về phía kim sắc lăng vương hạ lệnh tiểu kim đánh ngã nó nhưng mà không được giết nó kim sắc lăng vương hướng về phía chi chu đang vung móng vuốt như lưỡi hái kia tống lên mấy tiếng thân thể không ngừng lùi về phía sau sau đó đưa trở lại tin tức cho lăng tiếu nói chủ nhân nó cường đại hơn so với ta ta không phải là đối thủ của nó cái gì lăng tiếu quá sợ hãi đúng lúc này bạch sắc chi chu thổ ra một cái gì đó hướng bọn hắn đánh tới may mà kim sắc lăng vương phản ứng rất nhanh tránh được nguyên lai nó thổ ra chính là một thứ đồ vật giống như cái lưới màu trắng đây chính là tàm ti trong miệng nó chỉ cần bị dính vào sợ rằng kim sắc lăng vương cũng trốn không thoát